đi, mày hãy kể chuyện. Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi mày không có chịu nghe đâu nha Lục. Chắc đây đây. Wow, tối hôm qua ai lấy cái kia này kéo của con rồi thấy không? Thấy chưa, để lung tung mày hỏi đi không? Mắc mệt rồi. Cắt cái gì? Đưa cái tao đập kem vào đây. Hổ nha. Trời ơi, cái kia tôi hổ mới nói mày bậy. Nó lùng rồi mà nó còn dối, nó ép nhôm thì phải chết cùng ba gì lùng ma. Cái gì vậy? Bữa đang live ở đâu vậy luôn? Live trên cá nhân hay là bên bay vậy? Em đang live trên cá nhân hay là bên bay á quý vị? Ok. Em xin mọi chị một lượt chia sẻ. Cắt gì vậy? Gì con? Cắt cái nào? À, cắt cái bao tải mới về. Bây giờ em lên xét cho mấy chị nè. Má nội ơi, em nhận áo khoác rồi, đúng chất 550. Rồi áo khoác 550 mà bà tưởng áo khoác 55.000 hả má nội? Áo khoác 550 mà bà tưởng áo khoác 55.000 hay sao hả? Áo khoác đó tôi đó. Chị thông cảm với chị Phượng Kim. Đi công chuyện về lật đặt ngủ một chút rồi ăn cơm mới vừa xong luôn. Tội nghiệp chị vậy. Chị Phượng Kim nhiêu ký vậy? Sáng nay nhận được đồ rồi, ok. Hello, hello. Hello, Ngọc Trang. Xét chính tắt về, đầm về nha. Không từ trưa giờ, chị xong phạm. Nè, ráng đi. Thứ hai, thứ ba là nguyên lô rin về rồi đó. Đang kiếm rin quần, rin đen chính tắt, rin không rách cho quý vị nè. Đó, xét chính tắt về đó. Nữa. Mày bao nhiêu đồ rồi, tết thì mày mặc được bao nhiêu cái đồ? Ôi đầm đẹp không mấy chị? Mấy chị có ghiền đầm không? Chứ em ghiền quá ghiền rồi đó nha mấy chị nha. Mấy chị có ghiền đầm không? Chứ em ghiền quá ghiền rồi đó. Nhận quần rồi đẹp lắm. Cảm ơn chị Phương. Quần váy chưa? Quần váy em đặt lần 200 mấy cái rồi mấy chị. Nó đang may. Còn lâu gì nữa? Tại tôi, bước ra. Giờ này tôi lao à. Để ổng đi coi được có đụng với ổng. Để ổng con. Anh nói mày tránh chỗ ổng đi nha, ổng cắn cậy nọc luôn á. Sao mấy, sao ông chồng em nó bị đứt dây dữ vậy mấy chị? Rồi, lên like nha. Lên like. Dạ quần baggy có, chị lấy size nhiêu báo giùm em. Nhưng mà em còn màu lộng mà hết màu lộng rồi. Rồi lên like. Đầm này mới về, đầm này có tổng cộng 4 size. Dưới 7, nè mấy chị coi vải bên em nè. Vải bên em coi dạng đẻ lắm. Em có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Rồi lên size nha. Ủa đâu lạc đạn, có cái đen lạc đạn nè mấy chị. Có cái đen lạc đẹp, đen này là đen dư giải nè. Rồi, chị nào chốt tầm này chốt lên. Ôi dễ thương quá. Có cái đen size dưới 72kg lạc đạn. Có một cái đen size dưới 72kg lạc đạn. Chị nào chốt cái đen lạc đạn, chốt lên làm em cái đen lạc đạn nha. Rồi bấm nút chia sẻ, chị nào có chia sẻ tí xíu. Tí xíu. À. Ủa. Ủa bao đồ này là của. À bao đồ này về nè. Sao không nghe con á? Hút ông bậy đi, hút qua chị, không bỏ ai. Chị bỏ ngay cái suy nghĩ. Chị ngỏ bao, chị bỏ ngay cái suy nghĩ đó giùm em nha. Mấy cô cưới ba về là thôi rồi, ta đã xa nhau. Nghe không? Cưới ba về là thôi rồi, ta đã xa nhau. Sao mày hạ thác ba mày với mấy lục? Ồ, hôm nay có xếp bộ. Có
ai sai hả? Trăm trăm mốt trăm ai phải không? Trăm trăm mốt trăm ai đúng rồi, dòng vú phải không? Rồi rồi. Tụi anh nó giao đồ mà nó không nói tôi luôn trời. Mấy quỷ sứ này thiệt hả chứ? Rồi bán đồ đây, trăm lượt chia sẻ đây. Qua giờ chưa tặng mấy chị món quà gì đúng không? Qua giờ em chưa tặng mấy chị món gì đúng không? Dạ 280 một đầm nha quý vị nha. 280. Đừng hốt ông bảy giùm tôi coi. Rồi chị nào chốt đầm chốt lên giùm em. Có đúng một cái màu này thôi nha. Hello chị Chi Lê. Đầm bao nhiêu? 280 Du Mi Ngọc. Rồi không ai lấy đầm đem ra đi con ơi. Trời. Đem ra bỏ chỗ kia. Không ai bán. Không ai mua gì hết trơn hết trời. Trời ơi. Không ai mua gì hết trơn. Trời tối nay nghỉ nha mấy chị nha. Chào chào. Chào chị thân thần, em chào hết mấy chị nha. Chào hết mấy chị nha. Quả lên đầm chứ không phải là cái chính tóc không. Rồi đưa cái set cho đây bán cho mấy cô đây set. Rồi đưa nó xuống. Xuống nó vô nó phụ bán nè. Rồi cắt hàng bơm mấy con. Cắt tiếp hàng bơm mấy. Rồi bây giờ lên bộ nè mấy chị ơi, 220.000 một bộ quý vị à. 220.000 một bộ ha. 220.000 bộ. Con này nó thích mà nó ghi 123, nó thích mà nó ghi XL. Nó định size sao tôi cũng biết nữa. Đầm vàng 76kg của Tiêu Hữu. Tiêu Hữu tay lấy tay XL đầm vàng con ơi. Tay XL đầm vàng. Rồi bây giờ lên size nè. Rồi đầm này em cũng có tổng cộng 3 size nha. Mấy chị lấy cho lộn bộ, bộ chứ không phải đầm. Cái đầm đó nhiêu tiền? XL 280. Đầm vàng của Tiêu Tiêu Hư. Lên địa chỉ luôn Đầm đen là dưới 8, dưới 72kg nha chị Hạnh Nhân. Lấy cái đầm đen cho chị Hạnh Nhân luôn. Inbox em địa chỉ số điện thoại Hạnh Nhân ơi. Linh Trần hình nền đen. Một cái đầm vàng size XL luôn con. Bỏ nó đó luôn con. Ô, mệt ổng lắm, mệt ổng lắm, đừng có nhắc gì ổng. Bộ này hơi bị đẹp luôn. Lấy tay, lấy màu đen chưa? Cái đầm màu đen có cái mà sao vậy? Đầm màu đen cho chị Hạnh Nhân. Hạnh Nhân inbox em địa chỉ số điện thoại nha. Đầm XL cho Linh Trần hình nền đen. Alo chị Đặng Bình. Đầm đen coi giãn không shop? Dạ, có cái đầm đen mà khách lấy rồi. Hàng bên nhà em cái nào cũng coi giãn. Mấy chị coi bộ 220 mấy chị sướng luôn. Đây nè, cái này là thiêu hết nha, chữ này là chữ thiêu hết. Vải rất là đẹp, cô tông 100%. Vải cực kỳ đẹp luôn. Vải này là dùng từ xuất sắc luôn. Em có tổng cộng 3 size. À đầm đen có, đầm đen em có size nha chị. Đầm đen em có size. Lấy đầm vàng cho cô ấy con. Đầm đen em có size dưới 82kg nữa. Lấy đầm vàng cho cô Linh Trần qua giờ mua đồ đi. Đầm đen có size. Có 2X không em, đồ bộ. Có chị Hạnh Hạnh. Mấy chị chốt đồ bộ, comment lên giùm em chiều cao kèm cân nặng. Ví dụ như là Yên ơi lấy bộ đồng 70kg, bộ đồng 80kg, bộ đồng 95kg hay là bao nhiêu là em sẽ lấy. Mấy chị coi quần nè. Quần tới ngay đầu gối. Nói chung là bộ này vải sướng lắm, cô tông 100%, 220.000. 220.000 bộ này nha. Chị nào chốt bộ màu đồng này chốt lên giùm em đồng. Cô tông 100%, bộ này càng mặc càng xinh mấy chị. Bộ này mặc nó ghiền lắm. Ba chị làm ơn cho giùm em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Rồi chị nào chốt bộ đồng, chốt lên giùm em bộ đồng với. Chưa có bắp cùi ơi, chưa có bắp cùi, đang may, đang may. Rồi chị nào chốt bộ đồng, chốt lên giùm em lẹ lẹ. Sao bữa nay mấy chị lơ em giữ vậy mấy chị? Sao bữa nay mấy chị lơ em giữ rồi mấy chị? Lơ quá lơ luôn á. Không ai chốt hàng luôn. 15 phút nữa không ai chốt hàng nghỉ nha mấy chị. Ông Phước với bé Lùng mà nghe nghỉ phái gơm em lần. Trời đất ơi, im ru luôn, trời hù ngủ cũng im ru luôn. Mẹ ơi, 5 phút nữa bán không được nghỉ cho mấy má. Mẹ ơi hù vậy mà cũng im ru luôn trời. Ít mẹ chắc bữa nay đi làm đĩ rồi, cha bảy đi làm đĩ luôn rồi. Chết đi. Làm vàng giá 280 chị. Sao dưới 72, 82, dưới 92, dưới 100. Đưa cái bộ vàng lên là nó sẽ có bộ màu vàng thôi. Bộ đồng mà mấy chị comment kiểu đó ai dám chốt cho mấy má.
Ai biết mấy má nhiêu ký? Đầm vàng 208 má tiên dung vũ thị. Đầm vàng nó có màu đen rồi nhưng mà thôi mặc vàng đồng đi. Mặc vàng đồng cái này đẹp. Phơm này dài tới ống quyển nè. Phơm này dài có thể là tới ống quyển luôn. Mấy chị mà chốt bộ đồng làm ơn cho chiều cao con nào. Ví dụ bộ đồng 75kg, bộ đồng 78kg, bộ đồng 15kg. Mấy chị chốt bộ đồng không má tôi cũng dám chốt nữa cho nó chứ tôi. Ừ đủ má chị. 5 phút nữa em bán kiểu này là em nghỉ á, em nói thiệt. Mà thêm bà Anh Phương nữa, thêm bộ đồng nữa. Tôi nói thiệt á, bán kiểu vậy tôi nghỉ thiệt á mấy chị. Bị mắc phong long á, à, mắc phong long với cái sao chàng hãng này nè. Bộ đồng bao nhiêu ký mấy chị? Thôi bây giờ mà mệt bán rồi. Mệt bán rồi. Các hàng bơm này. Bộ đồng 85kg, 1m4 của Trung Đinh Kim. Đưa lên màu đó là nó sẽ có màu đó thôi. Còn ví dụ như tôi đưa lên tôi kêu wow, bố làm nước ơi, bộ này có hai màu là nó sẽ có hai màu. Còn đưa lên không nói gì là nó có một màu đó, một mẫu đó thôi. Dạ y vậy mấy chị. Trung Đinh Kim quay giờ có bill rồi nè. 220 của Trung Đinh Kim. Bộ đồng 70kg của chị. Của chị Hậu Hình nè. Chị Hậu Hình ơi, inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha chị Hậu Hình. Mấy chị kia inbox hết chưa anh? Rồi. Hậu Hình 220. Gộp đơn sáng mai gửi hết nha. Chị Gia Hân Đồng lấy gì chị? Lấy đầm vàng 93kg. Lấy đầm vàng 2 cho Gia Hân Đồng con ơi. Chị inbox liền luôn cho anh Phước kiểm tra luôn nha. Không phải mà mày để tao bán tao kiếm tiền đi chợ với gái. Dạ không đào con, làm hay. Cái bộ đồng này làm ơn làm Phước hút mặt đi mấy chị. Cái bộ đồng này vải cực kỳ đẹp mấy chị coi, cô tông 100% này. Cô tông 100% hơi bị sướng luôn á. Áo là chữ thêu nha, chứ không phải chữ giá. Chữ thêu, chữ thêu trước nè, thêu sau lưng nè. Ha, bộ này có đủ size. Trời ơi đáng lẽ bộ này về là coi như bán như ngớp luôn á. Cuối cùng lại bán như thế này nè. Hàng bên em trả lời chị Nguyễn 10 lần thứ 3. Nhà em vải nào cũng có co giãn. Cái nào không co giãn em sẽ la làng la sớm lên. Và lúc nào em cũng bán em sẽ kèm cái thúc dây. Còn hàng nhà em cái nào cũng co giãn. Không nghĩ hả? Bán kiểu này nghỉ. Bán kiểu này nghỉ cho mấy lùng đi xem phim. Ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên quá, ngạc nhiên. Lấy cái bì trắng vô bà nội. Hôm giờ Duy Nguyễn nhận cục hàng nào chưa? Má em vừa có bộ má em nè. Có bộ size má em là Thanh quận 12. Rồi để sắp quá. Thanh Nguyễn quận 12 giờ ai hỏi là tự chốt luôn à. Bộ này má em mặc là hơi bị sướng luôn á Thanh à. Vải cực kỳ đẹp. Thanh Nguyễn quận 12. 220 ngàn. Ai từ ai vô hỏi là chốt liền. Bán ế vậy mấy chị. Đầm vàng này có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100. Vải cực kỳ co giãn. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg đủ size gái. Anh Vương bộ đồng nè nha. Tóc này nè 1m72, 80kg. Bộ đồng của anh Phương nè. Nè, đó bộ đồng của anh Phương. Cái đầm đồng 208, bộ đồng 220. Má em vừa tự chốt rồi. An An cho xin giá. Mới nói xong. Bộ đang cầm 72kg. Chị Diệu ơi, bữa sau chốt là chốt bộ đồng. Chứ đừng có chốt mà cái gì em đang cầm tay. Tại vì cái gì bán em cũng cầm tay. Chỉ có tóc phi phi là em cầm cái khác thôi chị nha. Đó. Diệu Nguyễn. Bộ đang cầm 72kg của Diệu Nguyên. Diệu Nguyên inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nè. Diệu Nguyên. Diệu Nguyễn chứ. 220 của Diệu Nguyễn nè. Lê Ngọc Thúy. Lê Ngọc Thúy qua xã Biêu hả? Lê Ngọc Thúy. Lê Ngọc Thúy inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. To quá trời to cùng hàng bơm mà nó kêu to quá trời to. Lê Ngọc Thúy một bộ dưới 70kg. Lê Ngọc Thúy 220 nè. Em gửi hai cục cho chị rồi đó. Nguyễn 10 đầm vàng, bé ơi lấy Nguyễn 10 đầm vàng size XL con. Nguyễn 10 đầm vàng size XL, sữa rửa mặt tôi đã bơm nữa. Nguyễn 10 inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại.
Chị Nguyễn inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại. Đưa 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 cái đi con. Chị Nguyễn 10. Anh Phương lấy hai bộ luôn nha, chứ không bộ nữa. Thêm bộ giống vậy nữa hả? Cái bộ này chị Anh Phương mặc ở nhà đã lắm, mặc đi siêu thị cũng đã. Vải cực kỳ đẹp ha. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha. Kim Phụng hỏng chốt em chị. À Kim Phụng chốt nhiêu đâu có thấy đâu. Kim Phụng chốt gì báo lên giùm chị Yên cái ơi. Có đồ bộ chị đang lên đồ là chị. Ai cũng có, không nhiều. Có giá Hương Đào là xả nha. Chị giá Hương Đào inbox lại địa chỉ xuống ngồi đi chị ơi. Ủa nãy giờ em lên cái nào đầm xám anh? Ủa nãy giờ em lên cái nào mà đầm xám chị? Đầm dưới 70kg bao nhiêu? 280 nha Lê Ngọc Thúy. Mới chốt cho cái bộ Lê Ngọc Thúy đó nha. Hương Hoài nè, 1m55, 73kg. Lấy bộ đồng. Ủa sao cho còn trong đó không nè? Rồi đây bộ đồng của Phương Hoài. Có anh Phước giờ chị chạy qua đi. Đầm này dài tới ống quyển luôn á chị. Đầm này phơm dài dịu dàng mà. Phơm này là phơm công chúa mà. Đầm qua gối chị Nguyễn 10 inbox địa chỉ số điện thoại nha. Một bộ dưới 70kg của chị Phương Nguyễn. Phương Nguyễn cho em địa chỉ số điện thoại anh ơi. Nhớ chốt với Phương Nguyễn này vô nha. Lộn lộn. Phương Nguyễn. Nè Phương Nguyễn inbox cho em địa chỉ số điện thoại nè. Phương Nguyễn 220. Dạ cảm ơn chị Diệu Nguyễn. Chị Diệu Nguyễn nhớ inbox cho em kèm chiều cao cân nặng để em lưu đó nha. Rồi Diệu Nguyễn có rồi nha. Rồi em lên bộ này lần nữa em qua mẫu nha. Bộ này là quần dài tới đầu gối nè. Bộ này quần dài tới đầu gối nha quý vị. Đây bộ này là chữ thơ á. Nhưng mà bộ này vải đẹp lắm. Bộ này là chữ thơ nè. Nói chung là bộ này xuất sắc lắm. Chị Thanh Anh hỏi gửi hàng cho em chưa. Chị coi thử chụp bill chưa. Nếu chụp bill là gửi rồi. Nếu chưa chụp bill là chưa gửi. Ha. Hàng từ thứ bảy tới bữa nay là em chưa gửi. Còn hàng ngay bữa thứ sáu là sáng thứ bảy chốt hết rồi. Rồi bây giờ không qua mẫu nha mấy chị nha. Qua mẫu đi. Cô Phương Nguyễn cho con đầm xám chị treo. Ủa em treo cái đầm xám nào chị. Em vô cái Facebook của em coi cái chị giá Hương Đào bên mẫu chưa. Bên em là không có đó. Chị nghe đông một bộ nè. Chị nghe đông một bộ 220. Còn cái gì phụng phụng gì kia kêu inbox lên chiều cao cân nặng để chốt đồ cũng thấy. Nguyễn Hoàng Ngọc Thúy bộ 65kg. Trần Hoàng Ngọc Thúy bộ 65kg inbox địa chỉ xong rồi. Kiều Huỳnh đầm vàng 68kg con ơi. Kiều Huỳnh đầm vàng. Kiều Huỳnh inbox em địa chỉ xong rồi nha. Dạ khách cũ với khách mới cho địa chỉ số điện thoại hết rồi chị ơi. Để kiểm tra từ bên nick này có không? Gì? Kiều Huỳnh đầm vàng size L. Rồi có giấy ăn đào bên đây rồi chị. Ông bảy em là bữa nay ổng biết làm bill cho nên ổng làm xét rạc hả chị. Để ăn bò ngon nhất nách. Bò đó mà chị nướng còn nhất nách hơn nữa. Váy đang mặc không có hàng em. Rồi qua mẫu đi quý vị ơi. Qua mẫu đi quý vị khán giả ơi. Rồi nè sắp vô rồi con. Nguyễn Mười cho trên like rồi. Sắp vô cái bịch trắng hay con. Nè qua cái bịch đó. Sắp vô hết cái bịch trắng. Sắp từ từ vô. Sắp hết vô. Ủa sao mấy chị không lên like đặt mà mấy chị cứ đặt trong tin nhắn rồi ai chốt mấy chị? Đọc lại sai vậy? Sao mấy chị không đặt trên like, mấy chị đặt trong tin nhắn em không có chốt đâu nha. Tự nhiên cái bữa nay vô đặt tin nhắn hết rồi trời. Mấy chị ơi em nói mấy chị nghe nè. Mình mập thì đã mập rồi. Vô cái hội biết sai là em là coi như là chị nào mà coi như mấy chị này không phải dạng mập đâu. Cho nên mấy chị mà cứ bây giờ mà mấy chị cứ ngại mà vô trong. Cái gì vậy trời. Đừng có chốt trong tin nhắn nữa. Đừng có đọc tin nhắn nữa. Bên kia lấy rồi mà.
đầm đen má em không, vừa đầm này hình như chị cũng có một hai cái màu đen này, mua đầm này cho má mà nghĩ sao mà hả, nghĩ sao mà không có nha My Lisa, nghĩ sao mà cứ vô trong live đặt hoài trời. Diễm Quỳnh nè, Diễm Quỳnh 72kg nè con ơi, Diễm Quỳnh qua có mấy lồng đâu hả? Dạ đây nè, chị qua đi lấy cái ở ngoài bịch đó, size L cho Diễm Quỳnh. Đừng có đặt trong tin nhắn nữa mẹ ơi, ra like đặt giùm tôi một cái. Đây nè mấy chị, bộ màu đồng nè, ở sau cũng có chữ theo nha, ở sau cũng có chữ theo, ở trước quần cũng có chữ theo, nhưng mà cái này cô tông 100% nha. Chị ơi nhận được quần rồi đẹp lắm, màu đen chứ không phải màu xám. Cho coi lại bộ em mới vào, cho coi xếp bộ lại. Em thích quần riêng bên chị lắm, chắc vải mặc rất êm. Cảm ơn Thi. Chị lai đầm được không? Chị lai đầm được không là sao? Sao mấy chị hỏi cái gì em không có hiểu gì hết trơn á. Em mới thiệt á, mấy chị nói cái gì á, chị lai đầm đặt được không? Đang lai đồ mà, bộ bi sau lưng là cái gì? Sao mấy chị xem một mấy chị ghê á mấy chị à. Sao mấy chị mà mấy chị tập trung vô cái lai em đang lai cái gì, mấy chị hỏi cái đó được không đây mấy chị? Mấy chị hỏi cái gì không á? Ông Trung Đinh Kim đâu có làm gì đâu, xin lỗi. Hỏi cái gì không á? Người ta đang like bộ đồng với đầm đồng thì làm ơn tập trung hai cái món đây. Đủ Mỹ đang like cái đầm bộ đồng với lại cái đầm đồng mà hỏi quần lót mặc cái lọt cái đít giá nhiều. Ai đâu mà trả lời cho được. Lấy cho em đầm da. Đầm da nào chị? Đầm da nào chị ơi? Bộ đồng của chị Út Lam size L. Bộ đồng của Nguyễn Thị Thùy Linh. Bộ đồng của Nguyễn Thị Thùy Linh 280, có tổng cộng 4 size màu đồng nha. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Cái đầm này là đầm theo phong cách công chúa này, rất là dễ thương, mà vải cực kỳ co giãn. Chị Dương Lan Trần lấy đầm nào báo giùm em lại nha. Rồi qua mẫu đi quý vị ơi. Nè bỏ cho con. Ra like có khi nào đặt được không? Ngọc Ấm, dạ đúng rồi. Ra like có còn hàng đâu đặt chị Ấm. Tại vì đồ em về một mẫu nó có vài chục bộ, em không có may nhiều. Cứ một mẫu với đầm là trung bình về còn cỡ ba mấy bộ vậy á chị. Chỉ là chị biết sao, đầm đồng của chị Như Lan Trần lấy size dưới 82kg con. Đầm đồng XL cho cô Như Lan Trần. Đầm đang treo là 280 chị. Còn đầm đen này là 450 hàng Quảng Châu. Rồi lấy một bộ đồng size L cho Thu Thủy Nguyễn. Thu Thủy Nguyễn inbox cho em địa chỉ số thôi. Em nói chị nghe nè Ngọc, chị Ngọc Anh. Ra like không bao giờ đặt được là tại vì sao? Tại vì nhà em có hai vợ chồng làm mà em có nhân viên. Hai vợ chồng em mà ví dụ như mấy chị đặt một bộ đồ cái, ví dụ như cái chị nào nhanh không nói, còn mấy bà nhây á hả, bà có vẻ không yên. Rồi chị 78kg chị mặc bộ này mặc không yên, vải nó sao yên, hộ giá sao keo giữ yên, đồ đó sao yên, mặc cái lót bà cô bà chim không yên. Có nghĩa là đặt được một bộ đồ là cầm máy theo mấy bà 2 tiếng ngồi. Chị Hồng Huỳnh không thấy nha. Từ từ, đầm đồng cho Như Lan Trần có chưa con? Rồi. Bộ đồng size L Thu Thủy Nguyễn có chưa? Size L. Thêm cho anh Phương một bộ nữa. Chị anh Phương này lấy mấy bộ vậy anh? Anh Phương lấy 2 bộ rồi. Chị anh Phương lấy 2 bộ rồi mà chị anh Phương. Rồi lấy một bộ XL chốt cho chị Hoàng Huỳnh. Đưa bộ trên cùng mấy bên. Bên, đưa bộ trên cùng mấy cháu Quyên. Đó đúng rồi, đây. Rồi Hoàng Huỳnh nè. Hoàng Huỳnh 220 nè. Hoàng Huỳnh 220. Đặt để chị Yên vừa ra hàng hút mà được luôn. Quý vị đừng quạo nha. Có quạo mẹ gì đâu trời. Tôi vậy á tôi bị đứt dây. Cái giọng tôi nói bây giờ nói toàn ra hao lên không à. Sắp chết rồi. Dạ đầm. Đầm đen 450 thì thôi mà. Chào Thanh Hằng. Lát nữa có live riêng đó không? Xong cái này vô cái bao đồng xuất rồi kéo cái bao riêng vô live. Với lại hàng bơm. Rồi. Dạ nãy giờ không thấy chị Phương Thảo. Chị Phương Thảo nói gì nói lại đi.
kiểm tra tất cả những tin nhắn, địa chỉ, số mọi nha. Rồi. Đó, giờ lên gì không? Thấy chị Phương Thọ tỉnh mà em thấy chị. Cái gì vậy mà vô bê? Bỏ trong cái bịch đó. Ủa Quy em kêu bỏ trong cái bịch này con quăng đi đâu vậy? Đó, cái bịch sau lưng con á. Rồi lên tiếp hàng bom nha. Hàng bom ưu tiên bán cho những chị có chia sẻ live stream nha. Ví dụ như ba chị comment mà chị đó có chia sẻ là em sẽ bán cho chị đó trước. Chị Phương Thảo nói gì chị Phương Thảo ơi? Chị ở đó chị nói lại giùm em ơi. Nói toàn cái nốt tí là đờ rô mi pha son lá. Nói cái nốt lá đó đó mẹ. Rồi giờ kiểm tra nha. Không có địa chỉ số điện thoại là xả view hết nè. Kiều Huỳnh là thấy nãy giờ chưa có nè. Kiều Huỳnh chưa có địa chỉ số điện thoại nè. 2 phút nữa không có địa chỉ số điện thoại. Kiều Huỳnh xả view. Nguyễn Thị Thùy Linh khách cũ của em. Rồi Thu Thúy Nguyễn không có địa chỉ số điện thoại. 2 phút nữa xả view. Hết chưa? Nguyễn Mười cho chân lai đúng không? Nguyễn Mười cho chân lai rồi. Áo 108 xeo 140 70 tới 100 kg. Áo này vải tuyệt vời đẹp. Áo em có hai cái, một cái chữ vàng và một cái chữ trắng. Lấy một bộ cho chị Anh Phương size L. Cái bộ bí mới ship bỏ vô đó. Xếp lại đàng hoàng đi ca cho chị Anh Phương. Tổng cộng 3 bộ. Rồi Kiều Quỳnh với Thu Thúy Nguyễn nha. Áo trắng chị nào chia sẻ bán cho mấy chị 140. Thu Thúy Trần hay Thu Thúy Nguyễn? Coi ở ngoài chữ Thu Thúy Trần và Thu Thúy Nguyễn nha. Em ngu lắm chị, cái gì mà lạ lạ là không uống được. Thu Thúy Trần. Thấy cái này ghi nè. Sọt ra giùm em thử đi. Rồi Thu Thúy Nguyễn có rồi. Rồi áo vàng của Thu Thúy Trần nè. Thu Thúy Trần cho địa chỉ số điện thoại. Thu Thúy Trần 140. Áo trắng của Tài Lê. Thu Thúy Trần. Coi hai cái view đó không có. Chuẩn bị xả nha. Tài Lê. Tài Lê 140 ngàn. Tài Lê inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha Tài Lê ơi. Rồi đưa cục hàng bự bự vô đây vậy Mina. Đưa cục hàng bom bự bự vô đây. Còn cái cục của bà Jenny Nguyễn nữa nè mấy chị. Rồi quần rin sale tiếp tục. Được không con? Áo vàng sắp lấy hết rồi. Sao không cho lên chiều cao con nặng để canh size chứ giờ đưa giày sao biết lấy size gì trên. Trời ơi. Mua đồ mà đưa cái hình chụp hình kêu tôi lấy size quần. Sao tôi biết lấy. Áo trắng đó ngực tới 100 kg, ngực 130 vivu luôn chị. Nhưng mà biết sao không, bây giờ chỉ còn hàng chính quy thôi. Hàng bom hết áo đó rồi. Hàng chính quy 180, hàng chính quy em còn mà còn cỡ gần 100 cái áo nha. Rồi lên quần ba ri nha quý vị ơi. Nè, để cái quần ba ri đi cho chị Trinh. Đưa mấy cái bì cho chị Lục được. Đây mấy chị ơi, quần chín tấc nha. Quần chín tấc bên em vải cực co giãn. Quần chín tấc này size dưới 73-74 kg nè. Quần chín tấc này size dưới 72-74 kg. Chị nào chốt quần chín tấc này sale cho mấy chị 200 ngàn. Sale cho mấy chị 200. Nguyễn Trinh thành phố nè. Nguyễn Trinh thành phố, anh ơi nhìn giùm em cái tay nè. Nguyễn Trinh thành phố.
có ai đặt cái quần này không mấy chị? Song Anh quần chính tóc nè. Chị Song Anh hình như qua giờ có bill rồi đó. Song Anh 798 đuôi á. Song Anh 798 đuôi. Chị Thu Thủy Trần bên em không gọi điện chốt hàng. Bên em chốt hàng qua tin nhắn. Cho nên chị Thu Thủy Trần và inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Ui mệt quá. Song Anh 200 không? Rồi bây giờ lên cục hàng của con nè. Dạ con được con nè bơm vào đây. Của bà Hòn Võ. Bưng hết lên. Hoàng Võ còn bự nè. Ai kêu sách xuống vậy? Ai biết. Trong bao này nè. Trong bao mới cua ra. Đây còn bự nè. Còn bự nữa. Tùng mẹ lý lồn với nàng của ba cùng không trời. Chị chờ một chút nha. Mấy chị chờ em một chút. Vậy lấy cái cục hàng trên kia xuống luôn anh. Với lại rồi xã Kiều Quỳnh ra đây. Kiều Quỳnh với Thu Thủy Nguyễn. Xã Biêu Kiều Quỳnh với Thu Thủy Nguyễn đây. Thu Thủy cần có địa chỉ rồi. Chiều nhớ nhắc xử lý bill của con Hòn Võ này nha. Thu Thủy Nguyễn cho địa chỉ số điện thoại kìa. 225. Thu Thủy Nguyễn lấy gì nhớ không? Cái cục hàng này là size 70-82kg nè. Sữa rửa mặt mà nó cũng xẻ nữa. Cắt cục nữa con. Nó làm em hai cục luôn á Thanh Anh. Con Hòn Võ này nó mua cũng dữ dằn lắm. Nhưng mà mấy cục hàng của nó toàn đồ đẹp không mà mấy chị. Toàn đồ đẹp không nha mấy chị nha. Chờ em chút. Nghĩ như vậy á, giờ nó nghĩ sao mình cũng đâu biết nó nghĩ sao đâu. Nó nghĩ sao mình còn chưa biết nó nghĩ sao, giờ biết hỏi nó nghĩ sao. Con Hòn Võ hồi trước Tết nó đặt cũng dữ nha. Hoàng Võ chứ phải Hồng Võ. Hoàng Võ chứ sao. Hồng Võ cũng hai biêu. Ý là chị Hồng Võ chị nói kìa. Hồng Võ không giấu là khác. Hoàng Võ. Thôi cuối hàng bơm đi mấy chị ơi. Nó muốn bơm gì kệ mẹ kệ ông đầu cha nó đi. Các cái cục thứ hai của nó luôn ấy. Rồi lên nè mấy chị ơi. Áo sơ mi nha. Áo sơ mi Fendi. Áo này sale cho mấy chị là 180. Áo sơ mi Fendi sale cho mấy chị 150 ngàn. Áo này dưới 82kg nha. Áo này dưới 82kg ha. Thấy em không? Thấy mấy cha gái nha. Áo đen của Thúy Minh Nguyễn. Thúy Minh Nguyễn inbox cho địa chỉ số điện thoại nè. Áo đen của Thúy Minh Nguyễn 150.000 sơ mi. 150.000 áo sơ mi của Thúy Minh Nguyễn. Rồi tiếp tục lên set nè mấy chị ơi. Cái này là cái set này, cái đầm. Cái này là đầm sơ mi. Cái đầm này tôi nói thiệt với mấy chị tôi không có bán luôn á. Cái đầm này tôi không có bán nè mấy chị. Đầm sơ mi này size dưới 90kg nè. Đây nè. Chị coi nè. Mà phải co giãn nữa chứ. Đây, đầm này bán cho mấy chị với giá 200.000 đầm sơ mi. Chị nào chốt đầm sơ mi 200.000 chốt lên giùm em. Đầm sơ mi 200.000 nha. Đầm sơ mi 200.000 thấy Bùi Ngọc. Thấy Bùi Ngọc. Chị nào chốt đầm sơ mi chốt giùm em. Ai mới chốt xin địa chỉ số điện thoại liền đi con. Thúy Thanh Nguyễn. Gì? Cô Thúy Thanh Nguyễn.
Nguyễn inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Bên em cái gì cũng có đó mấy chị. Áo sơ mi khách lấy rồi. Áo sơ mi khách lấy rồi. Đầm sơ mi của Nguyễn ngon. Mẹ ơi tặng cho con cái đi hấp hôn nè mẹ. Nè Nguyễn ngon. Biết Nguyễn ngon nào không? Vợ chú Hưởng á. Đầm sơ mi khách lấy rồi chị Phương Rơ ơi. Tiếp tục mấy chị. Đây thôi đầm này mấy chị đừng mua để em mặc đi. Để cái đầm sọc này em mặc khỏi bán nó dầu. Rồi lên tiếp tục quỷ cái để lựa toàn đồ đẹp không mà mấy chị à. Đầm sơ mi khách lấy rồi. Đây bộ này sale cho mấy chị 160 bộ, bộ ở nhà. Bộ ở nhà bộ này dưới 85kg nè. Bộ này vải đẹp lắm. Bộ bu xì đùi ở nhà sale cho mấy chị 160.000. Vải đẹp lắm. 160.000. Ê nãy có bộ đồng về đẹp lắm. Chiều mày qua thử nha. Đây nè mấy chị ơi. Bộ đùi này dưới 85kg sale cho mấy chị 160.000 bộ đùi. Chị nào chốt bộ đùi 160.000 chốt giùm cho em. Thấy cháu không thấy. Rồi tiếp tục lên đầm tiếp tục mấy chị ơi. Đầm hàng tốt 160.000 của Hương bóp giái con ơi. Xếp 160.000 của Hương Phạm bóp giái. Rồi tiếp tục mấy chị ơi. Đây là một bài hết vui lộn. Đây là một cái đầm sơ mi lộn. Hương Phạm đi, Hương Phạm gì? Hương Phạm bóp giái. Thôi. Quận 12. Đi. Thì mày ghi vậy đi, cái nick của bả là Hương Phạm bóp giái mà. Con khùng. Mấy chị ơi, đầm này là đầm hàng xuất nè. Đầm sơ mi hàng xuất. Đầm sơ mi hàng xuất. Size dưới 85kg bán cho mấy chị 180.000 đồng sơ mi hàng xuất. Đồng sơ mi hàng xuất nha. Dưới 85kg. Tên gì tào lao? Tên thiệt hay. Nó không chịu cái Hương Phạm bóp giái cho bà. Cháu em nó kêu tên gì mà tào lao kìa. Tên bà đẹp muốn chết kêu tào lao mày. Cú xì lùi khách lấy rồi. Đầm hàng xuất mấy chị yêu ơi. Đầm hàng xuất dưới 85kg nha, 180. Đầm sơ mi của Lan Phạm Ngọc. Đầm sơ mi của Lan Phạm Ngọc 180. Đầm sơ mi hàng xuất khách lấy rồi. Đây nè, quần tôi không có bán, nó đi bơm tôi. Mấy chị coi vải quần bên em nè. Rồi 70-83kg quần sọc này. Rồi quần sọc 250 sale 170 luôn. Quần sọc sale 170 ship bỏ vô cái bì này ta biết. Quần sọc sale 170.000. Giờ đầm sơ mi hàng xuất khách lấy rồi. Không bóp giái được thì bóp vốn. Đây là một bài hát vui. Đây là một bài hát không buồn. Đầm sơ mi khách lấy rồi Hồng Hoàng ơi. Quần sọc của Nguyễn Thiên Trang. Nguyễn Thiên Trang inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại. Đây là một cái đầm hàng xuất size dưới 90kg nè. Đầm này vải đẹp lắm, 150.000. Nếu mấy chị không mua em để dành em mặc, ok. Quần sọc khách lấy rồi Nguyễn Thiên Trang inbox cho em địa chỉ số điện thoại. Bà má, bà nậu cha, bà ông nậu nó ra. Ai chọc ghẹo nó bơm dữ không biết nữa. Quốc gì à mẹ ngon. Mẹ ơi quốc, à quần khách lấy rồi. Tụi nó quốc cho đời quốc ai. Đây là một cái đầm phơm suông. Sale cho mấy chị 180.000 luôn. À thì sale 160.000. Đầm này chị nào dưới 95kg mặc được, ok. Thôi đầm này nè. Bé ơi, đầm này tặng má ăn bột quay. Má ăn bột. Má ăn bột ghi chữ tặng vô. Làm sơ mi khách lấy rồi. Quần sọc khách lấy rồi. Ờ bỏ vô cho mấy em bột anh. Sao Nguyễn Thiên Trang không inbox cho em mà cho trên này vậy chị? Cho trên này á. Làm bill không có chốt được đâu nè nè. Bộ đồ thần thánh nè mấy má. Bộ đồ tôi không có bán thần thánh muốn chết mẹ luôn. Bộ này dưới 90kg. Đầm 160 khách lấy rồi. Đầm 150 của Thủy Huỳnh. Đầm 150 là đầm dây phải không chị? Đầm dây của Thủy Huỳnh là Thủy Huỳnh này nè. Thủy Huỳnh inbox giùm cha địa chỉ số điện thoại. Bộ này dưới 90kg giùm con nghe mấy má. Bộ này 240 sale 170. Comment giùm em bộ 170 dưới 90kg. Có nghĩa là từ 82 tới 90kg mặc vừa. Vải đẹp lắm mấy má ơi. Vải nhà con coi dạng mát chim mát bướm lắm ha. Đầm vàng bò treo có tổng cộng 4 size nương lê. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Đó. Vô inbox đi chị, bỏ đây bị lừa. Bộ này 240 sale còn 170 dưới 90kg ha. Hà Thủy xếp 170 nè.
Chị nào chưa có địa chỉ số điện thoại bé Lùng làm ơn la lên xin địa chỉ số điện thoại nha. Chứ gì không có kiểm soát được đâu nha. Cho rảnh rảnh cho ly nước nóng mày. Tết trăm bảy khách lấy rồi. Đây nè, tết thể thao hồi Tết tôi mặc nè. Cái gì? Thế Ninh Nguyễn một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại xả tiêu. Không nhận cháu tôi nó giỏi dễ sợ thiệt đó chứ. Tao mắc mẹ cái quần thể thao tao. Ô, em nói thiệt với mấy chị ha. Cái bộ này ha. Cái bộ này vải nó đẹp tàn canh luôn. Bộ thể thao này size dưới 82, 83, 84 kg. Từ 74 tới 84 kg vừa bộ thể thao. Bộ thể thao này vải đẹp lắm. Rồi sale luôn cho mấy chị 230 ngàn. 300 mấy sale cho mấy chị còn 230 ngàn bộ này. 230 ngàn bộ thể thao. Chị nào chốt bộ thể thao chốt lên giùm em bộ thể thao 230 ngàn. Tiếp tục. Quỷ cái nó bơm toàn bao hàng đẹp không? Đây là một bài hát vui. Đây là một bài hát không buồn. Trời ơi, cái set này tôi nói thiệt có mấy tháng luôn. Đây. Nguyễn Huyền. Thể thao 230 của Nguyễn Huyền. Nguyễn Huyền mặc em bé. Nguyễn Huyền vô dơ ngón tay coi thử là gì nốt cái tỉnh với nha Huyền ơi. Nguyễn Huyền. Thể thao 230 ngàn. Ủa cái set thể thao này đẹp lắm ngon. Mày qua đi tao đưa cái set tao cho mày mặc ngon hơn. Hỏi mua đi. Đây. Má bộ đùi nè mấy má. Mấy má coi bộ đùi bên con nè. Đủ má vải nó đẹp tàn canh giá lạnh. Đầm đen sau lưng. Đầm đen sau lưng chị Huỳnh Văn có vừa đây. Nè đẹp không mấy chị coi vải nè. Má chỉ có ý yên thôi nha. Comment giùm em bộ đùi. Comment giùm em bộ đùi sale 160 dưới 82kg. Comment giùm em bộ đùi sale 160. Con xin chị lùng ý cái bịch cho gieo coi. Chả quyên nè. Bỏ vô con. Bộ đùi 160. Nguyễn Huyền ơi vô vô tay ngón tay giùm cái nha. Sợ lộn. Sợ lộn cái tỉnh. Tại vì nhiều Nguyễn Huyền lắm. Nguyễn Huyền nếu mà khách cũ thì vô vô ngón tay. Nếu mà khách mới thì vô cho địa chỉ số điện thoại nha. Rồi tiếp tục. Xếp đuôi của Xuân Phạm. Nãy giờ cái gì cũng hết rồi đó thôi Minh Thùy ơi. Đầm vàng sau lưng là 208 tổng cộng 4 tay. Anh ơi Nguyễn Huyền Hà Nội kìa anh. Bộ 160 chốt cho ai vậy? 160 chốt cho Xuân Phạm. Đúng rồi chị Xuân Phạm. Nguyễn Huyền Hà Nội anh. Thấy không? Anh ghi anh đừng méo cái mã nó giật giật hột gào được không anh? Ghi mà. Ghi biêu mà vậy á. Ghi có cái biêu Nguyễn Huyền nè. Dễ sợ thiệt á chứ. Làm giống như ai ăn ón giang hồ với ổng vậy á. À xin lỗi nha. Xin lỗi Xuân Phạm. Xét đùi của Lan Phạm Ngọc. Ừ đúng rồi. Hồi nãy chị đang lấy áo sơ mi nè. Nãy chị đang lấy áo sơ mi 150 lấy giùm em. Xả bill của Thúy Ninh Nguyễn. Rồi vậy đây. Lấy cái bộ của Xuân Phạm bỏ qua cho Lan Phạm Ngọc con. Xin lỗi Lan Phạm Ngọc nha. Áo 250 giờ sale cho mấy chị 170 ngàn. Áo này dưới 80kg ok. Vải rất là đẹp ha. Vải nhẹ nhàng luôn. Rồi 180 ngàn, 170 ngàn áo rêu. Măng măng ngô ngồi chơi chị đồ bên em thì cũng nhiều. Chút nữa vô ba quần rin toàn size em không nè. Áo sơ mi của Cathy Phượng 150. Cathy Phượng áo sơ mi 150. Không hình sáng mà không vừa. 150, 150 quẹo lựa nha. Đây là một bài hát vui. Đây là một bài hát không buồn. Áo gì vậy? 370 đưa rồi. 370 ai lấy vậy? Áo 170 của Song Anh. Áo 170 của Song Anh. Nè bộ đồ ở nhà 120 ngàn nè quý vị ơi. Bộ đồ ở nhà 120 ngàn. Vải thun nè đẹp không. Bộ này từ 75 tới 95kg cũng vừa nha. Quý mẹ ô thiệt. Chỉ có ý yên là may được những bộ đồ mà nó đẹp tàn canh giá lạnh thôi. Bộ bi 120 nè má nội. Tiếp tục tiếp tục. Rêu 170 ngàn. Rêu 170 ngàn. Để em suy nghĩ từ nãy giờ em bán cái rêu nào nha.
Bộ bi của Ngọc Tâm, bộ bi của Ngọc Tâm 120 ngàn. Em đang may thêm đồ bộ nhiều lắm. Coi nè, có cái đầm đi tiệc cưới gì mà nó đi bơm hàng tôi là mấy má. Coi nè, nghĩ sao rồi chờ. Nghĩ sao cái đầm gì mà nó đi bơm hàng tôi nè. Rồi, đầm trắng đen xeo 180, dưới 83, dưới 82, 83 ký. Chị nào khoảng cỡ 75 tới 82, 83 ký, quất cái đầm 180 giùm cho em. Đầm đen sau lưng em là 450 hàng Quảng Châu. Đây là một bài hát vui. Đây là đầm từ 70 tới 77 ký, đầm hàng xuất 220 ngàn. Đầm hàng xuất 220 ngàn, vải cực kỳ đẹp nha. 70 tới 77, 78 ký. Vậy nào chốt đầm bi 220, chốt giùm em đầm bi 220. Má bột có trong này đâu. Bộ bi khách lấy rồi. Đầm 180 ngàn. Chị nào chốt đầm 180, chốt lên giùm em đầm 180 nha. Đầm 180 ngàn. Đầm 220 ngàn của Ngân Nguyễn. Ngân Nguyễn ơi, inbox giùm địa chỉ kèm số điện thoại Ngân Nguyễn ơi. Mày cử gì cử miếng, đưa cục hàng bơm vô đây. Đưa cục hàng bự vô đây. Dạ chờ chút. Xong cục hàng bơm này tôi đưa bao quần rinh vô cho mấy bà tha hồ lựa. Đây tiếp tục một cục của con quỷ chó hòn vỏ này đây. Đầm 180 của Hải Hiền này con. Hải Hiền inbox địa chỉ số điện thoại. Ngân Nguyễn này nó tỉnh vô nha anh. Đầm đen khách lấy rồi chị Huy. Chị Huy ơi cho em chiều cao cân nặng chị Huy đi. Rồi vô tiếp nè mấy chị. Ông con này được cái điên điên đứt dây mà còn lựa hàng đẹp không à mấy chị. Coi quần nè, coi nó lựa quần đẹp nè. Đầm sơ mi xuất khách lấy từ đầu rồi mà. Sơ mi điêu khách lấy nãy giờ nửa tiếng đồng hồ đâu. Ngân Nguyễn hóc môn. Ai biết mấy bà đổi hình nền biết chi. Nè mấy má ơi quần tay nè đẹp không. Nè quần tay nè nha, coi cái vải quần tay bên tôi nè. Vải này mặc coi như 18 năm chưa đứt hát ngủ lộn, đứt chỉ. Quần này sale cho mấy chị, quần này sale cho mấy chị còn 200. Quần này từ 70 tới 83 ký vừa, comment giùm em quần tay. Quần tay 200 ngàn nha. Đầm đen có một size thôi, 70 tới 80 ký. Đầm đen 180 khách lấy rồi. Quần cái gì vậy? Mày chị ba mày đứng nhiều nha. Tấm này chị like đi nè. Quần 200 của chị Song Anh kìa. Quần 200 của chị Song Anh. Bộ màu đồng dưới 82, bộ màu đồng dưới 82 kg đẹp không mấy chị? Trời ơi quá trời xuất sắc luôn. Từ 73 tới 82 kg bộ màu đồng. Rồi bộ màu đồng này sale 170 ngàn. Theo bộ màu đồng 170 ngàn cho nó hết hàng. Ngừng cây đi quý vị ơi. Cho một ly nước nóng đi quý vị ơi. Còn cái quần tay này chốt cho ai? Để coi thử còn cái quần tay nữa chốt cho ai. Chốt cho Ngân Nguyễn Hóc Môn nè. Chốt cái quần tay 200 ngàn này cho Ngân Nguyễn Hóc Môn nè. Ngân Nguyễn Hóc Môn 200 ngàn. Bộ màu đồng của chị Song Anh luôn. Nhắn vô ngón tay lên đi chị. Bữa nay khách trùng cái tên trùng bill nhiều lắm. Bữa nay còn tắm nó ra lên.
là đầm lên giờ cái gì ai ai đá chân bên đá chân vậy à ô riêng hết chị Hồng thấy đầm này đầm lên giờ là 60 tới 75 kg đầm này tụi mấy chị ở Hà Nội mặc là hơi bị sướng luôn á. Rồi xeo đầm này cho mấy chị 160 ngàn. Đỗ Mai Phương bình luận bài viết này mày rảnh quá ha. Ok chị xong anh ơi ghi bill chị xong anh là chuyển khoản đi. Xong anh ở thành phố hả? Chị xong anh ở thành phố không cần chuyển khoản đâu chị. Mình tránh mai em giao trong ngày là có. Ship em nó thu tiền, nó chạy vô tận phòng chị, nó thu tiền luôn á. Em có ship riêng. Thảo Nguyên đầm 160. Thảo Nguyên này ở đâu? Em sợ mấy cái nick Thảo Nguyên, Thảo Nguyễn, Nguyên Thảo. Em sợ mấy cái nick đó lắm, mấy chị dễ lộn lắm. Thảo Nguyên 160. Thảo Nguyên ơi, lên cái tỉnh cái Thảo Nguyên địa chỉ xuống thôi. Vô trong Facebook, giơ giùm ngón tay lên cái. Anh nốt mấy cái Thảo Nguyên tỉnh này vô nha anh. Rồi xã của Hải Hiền đi. Đổ cái nước nè. Củ chi? Đổ hình nền nữa. Củ chi bà ô, một ngày bà đổ hình nền 18 lần rồi trời ơi. Tôi theo cái thị hiếu bà mà tôi muốn rụng lông luôn á. Bà chạy theo tuấn khỉ hay gì bà Thảo Nguyên? Bà chạy theo tuấn khỉ hay sao bà mẹ? Bỏ dưới củ chi rồi giờ bà chạy theo tuấn khỉ hay sao bà đổ hình nền miếng này mẹ? Bà làm giống như bà bắn 5 người, bà hiếp dâm 4 người á. Giờ bà đổi hình nền, bà giấu tung tích. Cái gì hả Ben? Gì bà ngồi cười mấy hả Ben? Ờ, giống quỷ ghê hả trời. Mẹ làm giống như bà hiếp dâm 4 người, công an đang truy lùng mã vậy. Bà một ngày bà đổi hình nền. Em đang hóng đầm xuông gu xì bên chị. Chị anh Phương ơi, chị chụp cái đầm gu xì bên em qua cho em đi, để em coi thử nếu còn hàng em để cho chị. Nè, chốt cái quần baggy này nè. Chốt cái quần baggy này cho chị Nguyễn Trinh hồi nãy luôn nè. 270 cho Nguyễn Trinh. Đúng rồi. Nãy có bill rồi đó. Con Trinh nghĩ rồi rất là khác đúng không? Đúng rồi. Con chặt gì cũng hỏi nữa, tôi cũng trả lời nữa. Cái Trinh Nguyễn rồi dắt kìa. Nguyễn Trinh, ta kêu Nguyễn Trinh thành phố, còn kêu Trinh Nguyễn. Trinh Nguyễn. Cãi tụi nó không ra hôn, cãi tụi muốn lên trụ điện. Đảo lộn. Trời ơi, tụi mẹ thì quần chính tắc gì mà nó bơm hàng tôi nè mấy chị, coi vải nè. Coi vải nè. Quần này 250, sale 200, quần chính tắc. Quần này size từ 70. Quần này size từ 75 tới 88, 90kg vừa. Comment dùm em quần lông chuột 200. Nguyễn Huy lấy cái. Rồi Nguyễn Huy chờ em chút nha, kiểm tra Hải Hiền cái. Rồi xả cái Hiền Hiền về đây nè. Đưa cái Hải Hiền, bên đưa cái đầm này ra chốt cho chị Nguyễn Huy đi. Quần chính tắc của chị Song Anh, trời ơi, chị Song Anh mua mấy cái quần này là dùng từ súng mắm luôn á. Giờ hàng kiếm giống như là kiếm đá quý vậy á. Lầm lỡ buông ác buông yêu. Đây là một cái đầm 320. Đây là một cái đầm 320 quý vị ơi. 320 ngàn nha. Rồi bây giờ xe cho mấy chị 190 ngàn cho hết hàng. Comment giùm em đầm beo từ 68 kg tới 88 kg. 68 tới 88 kg đầm beo. Xe cho mấy chị còn 190. Tiếp mấy chị còn 190 ngàn. Đây hồi nãy ai dặn áo này nè. Áo 108 tiêu còn 140. Chanel trắng đẹp không mấy chị? 70 tới 100 kg Vivu chanel trắng. Dạ nó bơm lần vậy. Thảo Nguyên củ chi đầm beo 190. Ừ mà mình chửi lo là mấy bà kêu cái thứ này cái thứ kia. Mấy bà đâu có hiểu, ví dụ một cục hàng gì lìa, hai cục hàng của nó là mình sell mình lỗ là chị biết, mấy chị biết nhiêu không?
hai cục hàng nãy giờ sale lỗ phải là 1 triệu, hai cục hàng này dòng tới dòng lui cũng phải mất gần 400.000 tiền ship dòng tới dòng lui. Đụng tới mà chỉ không hàng hàng ship tết á, là ví dụ bình thường cục này ship 80.000 thì hàng ship tết nó thành 160 mà mấy mẹ vậy á. Nói chung là mệt lắm. Áo trăm tư đâu rồi? Áo trăm tư nha mấy chị. Nguyễn Thiên Trang áo. Bởi vậy thấy bán quá trời luôn, cuối cùng được gì hết trơn. Đây xếp gì mà nó đi bơm em nè mấy chị. Mấy chị coi nè, mấy chị coi cái xếp bên em nè, xếp dưới 82 kg, coi xếp bên em nè, giày mà nó đi bơm hàng em, sale luôn xếp caro 180, dưới 82 kg, comment giùm em xếp caro 180. Chị Thùy Dung, đợi chút nữa em lấy cái áo chính quy vô em bán nha. Thùy Dung 180, ủa lộn, không phải, không phải, xếp cho xếp 180, chị nào trốn xếp 180 comment lên giùm em nha. Đồ bộ áo trắng, đồ bộ áo trắng là bộ nào hả chị Minh Thùy? Tết của chị xong không? 180. Đây là cái tết ngày hôm kia tôi mặc live stream nè. Ai hỏi ta? Ai hỏi mà kêu lấy cái bộ của chị Yên ơi, để lại nè. Từ từ nha, tôi coi ai hỏi tôi nè. Ai hỏi chị Yên ơi, theo cái bộ chị bán cho em đi. Từ từ cái nha. Sếp Bi, sếp Bi ngày hôm kia tôi ngồi, tôi mặc ngồi live stream nè. Được rồi. Ai hỏi xích bi quên mất mẹ rồi. Kiều Anh, em chụp hình cái đầm qua cho chị. Kiều Anh, em chụp hình cái đầm qua cho chị rồi em inbox đi, chừng nào chị like xong chị đọc tin nhắn cho. Còn nếu mà nhiều lúc mà nhắn tin mà chị chưa đọc kịp, cứ vô thả một cái icon, hai cái icon cho nó hiện lên ha. Giờ mà còn áo dài cách tân nữa má nội. Gần tết mà, à xích bi của vỏ dâu tây nè, 170.000 của vỏ dâu tây, 170.000 của vỏ dâu tây. Chị nào hôm qua chưa có áo dây hả? Chị nào hôm qua chưa có áo dây, hai cái 100.000. Dạ hết rồi chị. Hết trong vòng chưa tới 30 giây. Chị nào hôm qua chưa có hai cái áo dây, comment lên hai áo dây 100.000 em để cho. Sếp Bi khắp lấy rồi. Mấy cái con này mà nó vô nó năn nỉ nữa, tôi bán tôi làm con nó. Áo cổ tim dưới 95 kg bán cho mấy chị với giá 120. Áo cổ tim 95 kg 120.000. Thủy Trần nãy giờ có bill chưa? Thu Thủy Trần hai cái áo dây 100.000. Tích quất, xin quất thu, em có để chị hai áo dây rồi. Đây là quần dài. Để bao mấy chị quần dài màu lông chuột xe cho mấy chị 200. Quần này 70 tới 82 kg. Comment giùm em quần xám lông chuột nha. Sale luôn 200 quần xám lông chuột. Áo cổ tim chốt khách lấy rồi. Thu Thủy Trần vui mà. Áo này cũng như tôi nhường cho mấy bà mà cuối cùng mấy má bơm nè. Áo dây này vải đẹp tàn canh giá lạnh luôn. Áo dây này dưới 90-92 kg cũng vừa nha, bán cho mấy chị 120.000. Áo cổ tim 120 của An Bình là từ từ, mấy cái bill khách cũ từ từ gỡ nha, đừng có cái. Còn những cái bill nào dưới 100-120.000 là không có được gõ, phải hỏi ba. Quần 200 của Thúy Vũ, cái áo cổ tim 120. Quần 200 của Thúy Vũ con. Áo sọc nè, ba lỗ sọc 70 tới 92 kg. Áo dây khách lấy rồi chị. Quần của Thúy Vũ lấy rồi. Quần của Thúy Vũ lấy rồi. Dạ ok chị Anh Phương. Phan Ái 120.000 của Phan Ái. Đầm
năm nay dưới 82 kg nè, năm nay cưng không? Rồi bán năm nay cho mấy chị 180 ngàn. Năm nay là hơi bị sinh luôn á mấy má. Đầm rớt tay này hơi bị sinh luôn, size dưới 82 kg. Đầm bi trắng, có co giãn hết đó nha, 180 ngàn đầm bi trắng. Áo sọc khách lấy rồi. Chị Tiểu Hữu mua tim hay Tranh Thủ mua tim đi chị. Bơm cục hàng tôi muốn rụng long long luôn. Áo dây bán cho mấy chị 60 ngàn. Áo dây bán cho mấy chị 60 ngàn nha. Đầm 180 của Linh Trần hình nền đen 180. Áo dây này dưới 85 kg nha. Áo dây này dưới 80, 85 kg bán cho mấy chị áo dây 60 ngàn. Qua qua bán cho cái chị nào mấy cái vùng đùi riêng size lớn còn tỉ à, còn đó chắc phải 100 kg. Áo dây của Hà Thủy, Hà Thủy áo dây sáng mai là thứ hai đi view hết nha mấy chị nha. Quần này là quần len dợp nè, quần này mấy chị 50 kg cũng vừa mà 90 kg cũng vừa, quần này đã đó. Quần này người Bắc gọi là quần tóc á, quần này còn cái xe mấy chị quần tóc 120 hoặc là quần legging 120 tùy mấy chị comment. Tùy cho mấy chị comment nha. Áo dây khách lấy rồi chị xin quá thu. Đầm vàng bò ở sau lưng bao nhiêu ký? Đầm vàng bò ở sau lưng tổng cộng 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 kg. Đầm đầm đó giá 280. Mấy chị ơi cho em lên cái bao đầm hàng xúc khoảng cỡ 10 phút nữa em vô rin được không mấy chị? Em còn bao đầm hàng xúc nữa nha mấy chị nha. Quần 120 của Nguyễn Kha, Nguyễn Kha nè. Đồ chị Trần xe hôm qua xả hết rồi. Đợi đó em lấy ai bán xuống nè. Quần tóc khách lấy rồi chị em Tân Nguyên ơi. Nè đầm đi tiệc không có bán là quỷ cái nó bơm em nè mấy chị. Dưới 82 kg đầm đẹp không? Chứ còn đâu đầm đi tiệc mà đẹp ghê không? Rồi, còn cái sale 200 ngàn đầm dưới 82 kg. Đầm dưới 82 kg còn cái sale 200 ngàn. Hôm qua em nhớ em có cái đầm em để cho chị Tâm Ngọc mà em để ở đâu nè, để từ từ em kiếm nữa nha chị Tâm Ngọc, để từ em kiếm cái ạ. À, Lùng ơi bởi em gì cái bao hàng xúc vô vô 10 phút nữa quay hàng riêng hả? Đưa bộ đồng size L luôn nha. Đầm đeo chơi ra đeo chơi. Đầm đen này chị Vương Phụng không có vừa. Đầm đen này giá 450, đầm này giá 280. Có còn đưa bộ XL cũng được. Rồi, đưa cái bao đầm hàng xúc vô. Đưa bao đầm hàng xịt khay vô. Bốn rác ra bên. Đẩy vô kiếm vô nè con. Đẩy vô cái này. Đầm 200 của Phương Thảo quận 8 con ơi. Cá lộn đầm 200 của Diễm Huỳnh. Diễm Huỳnh 200 rồi. Đầm 200 của Diễm Huỳnh. Chị kêu xả cái gì không vừa, rồi vừa không vừa, rồi cái gì chật chật rộng rộng á chị, rồi xả hết luôn rồi. Rồi em còn bộ này nè mấy chị. Em xả lúc có chị luôn á. Bộ này mới về ngày hôm nay nha, bộ này 220 ngàn. Bộ này có tùm lum size ha. Đây mấy chị, đang ra đồng đi tìm chị. Bộ này ở dưới đây là chữ thiêu hết nha. Bộ này vải cô tông 100% đẹp lắm. Bộ này có size từ 60 kg tới 100 kg.
Chị nào chốt bộ đồng này chốt lên giùm em bộ đồng ha. Chị nào chốt bộ đồng này chốt giùm lên em. Chốt lên bộ đồng giùm em nha mấy chị nha. Nè rồi em xong cái này em vô bao riêng rồi em vô bao set chính sách nè. Chị mấy chị ơi hôm nay em về đầm sơ cây nha. Đầm sơ cây thay vì bán cho mấy chị 350 thì hôm nay em bán cho mấy chị 300. 300 đầm sơ cây vải cực kỳ đẹp. Đầm này đầm ôm body nè. Đầm này dài qua gối. Size 14 dưới 77 kg. Size 14 dưới 77 kg nha quý vị nha. Size 14. Size số 8 65 kg. Quần tóc quần đen. Đầm đen của Diễm Quỳnh trước. Đầm đen của Diễm Quỳnh trước đổ hàng. Không thấy đổ hàng comment. Bên em không thấy chị comment. Đầm sơ cây nha. Đầm sơ cây 300 quý vị ơi. Đầm 73 kg. Cái này size 14 nè. 73 kg cao nhiêu chị Hương Phạm? Size 14. Chị Hương Phạm ơi, đầm sơ cây comment giùm em lên đầm sơ cây 73 kg đi. Đầm sơ cây mấy chị. Đây của Hương Phạm nè, 300 ngàn đồng sơ cây của Hương Phạm, xếp bỏ vô. Hương Phạm inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Đồng mà. Gì vậy? Đồng. À đồng 73 kg. Lấy size XL coi. Đồng 73 kg của Hương Phạm. Hương Phạm nào gì? Hương Phạm xin địa chỉ số điện thoại. Hương Phạm inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Đồng mà tôi đọc sao ra màu đồng. Chị đã sợ tôi thì. Đồng mà size 12. Đầm này size 14 nè. Chút bé lùng vô tiên cái gì. Chưa hai ngày nữa, còn có 1-2 ngày nữa. Hôm qua còn cái bỏ đâu quên mất mẹ. Qua tối qua còn cái quần riêng cuối cùng quan ở đâu nhớ không lùng. Quần riêng 100 ngàn của khách khả. Đầm sơ cây 72 kg của Minh Thùy. Lấy size 12 con. Ủa trong sen còn hả? Ủa gì tốt qua xã phía ngoài à? Còn chị Sen ơi. Để chút xíu nữa em kiểm tra rồi. Thứ hai em mới gửi view nha để em coi rồi chắc em lộn rồi. Sai nhiêu? 12 của Minh Thùy. À xin lỗi. 12 của ai? Minh Thùy. Minh Thùy ơi cho em địa chỉ số điện thoại nha. 70 kg cao 1m5. Chốt xe sơ cây 80 kg của Như Quỳnh. 300 con. Rồi chốt cái này của Thu Thủy Trần. Đầm 70 kg cao 1m5 nè. 300 ngàn của Thu Thủy Trần. Con xếp lại con. Sơ cây của Như Quỳnh. Thu Thủy Trần inbox địa chỉ số điện thoại. Chị Như Quỳnh inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Chị Hoàng Thị Mai chờ chút chị. Chờ em chút nha. Cha coi lại bộ đồng này quý vị. Quần là tới ngay đầu gối nha. Vải đẹp lắm. Cotton 100% luôn. Vải đẹp cực kỳ. Mấy chị tin em đi. Ở trước đây là chữ thêu. Ở sau lưng chữ cũng thêu nha. Đây mấy chị. Nguyên một bộ mặc gọn gàng lắm. Như Quỳnh. Đầm cuối cùng là của Như Quỳnh á. Như Quỳnh á. Như Quỳnh. Cho địa chỉ số điện thoại nha. Lấy ở sau lưng con. Cho chị Hằng Huỳnh bộ đồng. Hương Phạm mới cho địa chỉ rồi. Mình vô coi chút nha chị. Chị ơi Hương Phạm này cọc cho em cái kẹo mobi 50 nha. Chị Hương Phạm từ đây tới chiều cọc cho em cái kẹo mobi 50. Qua em để áo dây cho chị Phạm Hạnh chưa ta? Chưa bỏ chắc chị xỉu. Lấy bộ đồng. Cô mới lấy bộ đồng size nhiêu ạ? Lấy bộ đồng size L cho cô Hằng Huỳnh đi. Hằng Huỳnh bộ đồng size L cho em địa chỉ số điện thoại. Đổ ra con. Thôi được con không? Size L. Rồi size L cho Hằng Huỳnh. Hằng Huỳnh đi móc giùm em địa chỉ kèm số điện thoại. Có thấy chị Tuyền nêu mà. Hằng Huỳnh đó nha anh. Dạ từ đây tới chiều mua cho em mới kẹp mua bên 50. Rồi ba chị mới chốt đồng sơ cây. Sơ cây sơ ca. Bộ đồng 220.
Mấy lồng môi bộ đồng nó 220 nha con. Dạ. Rồi gửi cho cô Hoàng Huỳnh đi. Bộ cô Tâm có size, Nguyễn Mai. Lấy bộ XL gửi cho Nguyễn Mai Bình Định 220. Cái gì? Ai nói Hương Phạm này? Tôi nói chị Hương Phạm kia kìa. Ai nói Hương Phạm bắp giá đâu? Lấy cái đầm này cho chị Ngọc. 80kg không chị? Lấy cái đầm màu đồng tay XL cho cô Ngọc Trang Phạm. Vải bên em co giãn lắm chị. Mấy chị mà nhận đồ em chặt rộng thì cứ báo cho em nha. Hàng sale em không cho đổi trả, cho hàng chính quy em cho mấy chị đổi trả. Ngọc Trang Phạm, Ngọc Trang Phạm cho địa chỉ số điện thoại trên live rồi nha. 208 Minh Thùy inbox rồi kìa. Anh nhớ cái Minh Thùy nói cái tỉnh cho nha. Dạ ok chị Trần Sen. Chị bán cạc hả? Cho bà cho tặng đầu năm em cái cạc Mobi 500.000 đi chị. Có một màu em đang ra màu đen. Dạ đầm đen 400 á, trà chanh 70-80kg. Trời ơi tưởng lấy cạc mừng muốn chết, lấy cạc chi mẹ. Ở nhà có một con mắc mệt. Ở nhà em ba con, bốn con lận. Đó một con ngồi trước mặt cửa kìa. Rồi qua mẫu nha. Bé trai gì cái bao. Lấy cái bao trắng này cho ngọn pin nó xếp hết, nó bỏ vô. Xếp hết vô, khỏi xếp cũng được. Để chị Lùng lấy cái đầm, chị Lùng lấy cái bịch ra đã. Như Huỳnh inbox rồi, cảm ơn. Nặng trong tin nhắn nha, để bữa sau mua đồ dễ. Ồ, còn cục hàng bơm nữa kìa. Còn cái đầm size 85-90kg nè mấy chị. Còn cái đầm trắng sơ cay đẹp không mấy chị? Cái đầm này nè mấy chị, cái đầm này là 350 nè, mà tại do màu trắng cho nên em sẽ bán cho mấy chị 250 đầm này. Trời ơi đầm sơ cây này chị nào 85-90kg mặc đi tiệc là sang cực kỳ luôn, sang lắm luôn nha. Mà đừng có cười mà mấy chị, để đó đi. À chị em mới hết mấy cái đó lên đi con. Hết rồi má nội. Cái đầm bi này sang nhỏ mới bỏ vô luôn đi. Hàng này hàng ký gửi mà. Bán được bán được thôi. Nè đầm này nè chị Hương bốc giá. Ở đâu ra cái đầm tay số 2 trời. Đầm 350 size 16 nè. Nè đầm 350 size 16 hàng sơ cây nè. Đẹp không quý vị? Tay này tay 16, 80-90kg vừa. Ha à. Cái đồ đâu ra cái đầm dễ thương nè. Đầm này 250 nha. Đầm này size dưới 77-78kg. Nè đầm đen 250. Đầm này vải đẹp lắm mấy chị, vải co giãn lắm. 250. Đầm bi đẹp mà size còn cỡ 55kg hả? Để coi được có cái size nào của Úc không. Đừng đu lên cái gian nha con. Đây cũng size nhỏ. Lỗi tôi mấy cái size này chị được chờ. Này còn gọi 65kg à. Úc mặt bị chật á. Còn ngố có một màu đó. Nè đầm đen 350 nè. Đầm đen sơ cây 350 nè. Đấy. Hàng này là hàng xuất hết nha. Coi đừng có đụng vô cái cây live stream con. Cái chân đừng có đụng vô cái cây live stream đó nữa. Đầm bi 65kg của Hình Trà. Đầm bi 65kg của Hình Trà. Đưa gì coi được. Tay số 4 á. Nó dán lộn tay số 4 á đúng rồi. Rồi Hình Trà 65kg. Tính cho Hình Trà 250 đi. Ở đâu? Ở đâu có cái đầm dễ thương vậy? Mấy chị ơi dưới 77kg thôi. Hút cái đầm để dành đi ăn tiệc nè. Đẹp chưa? Đẹp quá trời chưa mà vải co giãn nữa. Đầm này dưới 77kg. Đầm này của hàng. Đầm xanh 82kg của Hồng Hường. Dạ chờ em một chút. Từ
tầm tân 82 kg của Hồng Hương. Hồng Hương đã ăn đâu 350 em sẽ cây của Hồng Hương. Hồng Hương bữa giờ mua đồ mình á. Chữ hò không có, chữ ơ ứ mà không có. Ứ ơ ơ ơ. Đam bi có rồi. Hết rồi má nội Hương bà mà. Nãy giờ nói 18 lần rồi đó. Đầm xanh 70 kg vừa không? Đầm xanh đó size từ 70 tới 77 kg đó chị. Đầm đó chị mặc được. Má mấy cái đầm trắng này sơ cây đẹp ra. Đầm đó tung tung mặc được nha, tung tung. Loan phan để em coi thử. Cái đầm đã mặc theo phơm suông mà. Cái đầm đã chị loan phan lấy đi chứ để chi nữa đây nè. Bông bông chưa chốt mà. Nè con ơi, chốt cho cô loan phan nè. Cô loan phan cái đầm đen đúc 250 ngàn nè. Đầm xanh nào có Diễm Quỳnh ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đầm xanh nè mấy chị. Đầm xanh, đầm xanh có cổ hay là đầm xanh có bắp nút? Đầm xanh nào? Dạ thứ hai dùng đơn đi hết mà. Đầm nào con của ai? Đầm xanh 250. Qua nè mấy chị. Qua đầm trắng nè. Đầm trắng ta dưới 77 kg mà đẹp nè mấy chị. 250 đầm trắng có nút 250. Làm chắc cắn ngắn bớt được bình thường. Không có cái nào có cây em ra. Hàng phút bữa nay không có hàng luôn. Đầm xanh dưới 77 kg. Là cái đầm mà có cổ xuông xuống á phải không? Không phải hàng sơ cây á phải không mình? Rồi mấy chị ơi chốt lại đầm xanh giùm em cái ơi. Thấy chị nào cũng đầm xanh mà em không biết cái đầm xanh nào luôn á. Đầm xanh sơ cây hay là đầm xanh phun xuống dài? À, đưa cái đầm này đây. Rồi đưa cho ba bỏ dưới cầu này ơi. Nè đừng có lấy cái này. Màu trắng nãy giờ đưa ra cầu của tung 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 chưa? Chưa. Ôi đầm tung tung hay là tung tung. Nè tung tung nè. Tung tung nhiêu? Mấy cái này phải ấy mà không được đâu, tung tung 250. Cái gì coi cho phải đúng không con, dở gì coi là cái nào. Dở gì coi cái nào này. Phải nút không, đúng rồi. Tung tung 250. Đầm xanh dưới 77 kg có khổ của Diễm Quỳnh. Ok Diễm Quỳnh. Là cái đầm này có Diễm Quỳnh. Đầm này đúng không? Rồi bán Diễm Quỳnh 250 luôn. Còn đầm hội dài không? Chưa có chị ơi. Đầm trắng cắt lấy rồi Diễm Quỳnh. Diễm Quỳnh đầm xanh dưới 77 kg có cổ nè con. Rồi. Rồi hết rồi mấy chị ơi. Không tung 250 nè. Cái này của ai vậy? Diễm Quỳnh hả? Diễm Quỳnh hả? Diễm Quỳnh à. Diễm Hình 350, ai Diễm Hình tính 250 hả con? 250 không phải hàng sơ cây. Em có một cái đầm này nè. Đẹp không mấy chị? Cái đầm này đẹp tuyệt vời luôn á. Nhưng mà dưới 70 kg. Đầm này 400 caro. Đầm này dưới 70 kg nha mấy chị nha. Đầm này đẹp quá trời. Chị nào mà 65 kg mà mặc cái đầm này là chết luôn á. Đầm 400 caro nè. Đầm này mấy chị đi mặc đi ăn tiệc là sang chảnh lắm. 400 ngàn đồng caro. Đầm trắng chị Vương Phụng vừa. Đầm trắng chị Vương Phụng vừa nha. Vương Phụng hốt cái đầm trắng 250 về mặc đi ăn tiệc đi chị. Rồi vô. Vô bao hàng viên đưa hai đưa ba cái cục hàng bơm qua đây bán cho tao. Ba cục hàng bơm đi. Vậy đầm xanh 70 kg hết rồi chị, chứa 77 kg, có độ cái nữa.
Đầm caro của mình kè 400, đầm này đẹp lắm, mình kè bỏ đất đi con. Rồi bỏ đất cho Nguyên. Con nuôi lại kia. Mình kè 400 đầm caro. Ủa cái đầm caro này đẹp lắm luôn á. Xuất sắc luôn á mấy chị, đầm hàng Quảng Châu mà. Hàng Quảng Châu nha. Có 83 ký mà tùy đầm à. Rồi lên tiếp. Áo khoác phải ồn rồi phải. Không phải áo khoác, đầm mấy chị ơi. Rồi đầm 450 xeo 300 luôn. Đầm 450 xeo 300. Hàng Quảng Châu cao cấp. 148 dưới 85 ký. Đầm xanh không có size đó chị. Hết rồi chị E Tích Nguyễn. Đầm này dưới 85 ký cũng vừa nha mấy chị, đầm giả eo. 450 xeo cho mấy chị, còn 300 đầm này vải đã lắm. Dưới 85 ký comment giùm em đầm 300. Ok chị. Đầm này mà chị vương bụng chốt đi ăn cưới là hơi đẹp luôn. Cái màu trắng này vải nó dày nè. Mà nó sang lắm chị. Đầm này mà em mặc thử là mấy chị chết luôn á. Đầm này nè chị, đầm trắng 250. Nè chốt cho cô Vương Phụng đi con. 250. Nè cái bao đầm hồi nãy đâu? Bỏ cái này vô nè, ai ai đợi cái nhỏ. Dạ không, đầm trắng chị chốt sâu rồi. Đầm trắng chị trên không có dừa. Đầm caro chị có khách lấy rồi chị Ngân ơi. Đầm đồng dưới 70 ký. Đầm đồng này á hả Thảo Nguyên. Bé ơi lấy cái đầm đồng này dưới 70 ký cho cô cho chị Thảo Nguyên Củ Chi nè. Size L. Size L. Đầm 300 của Hồng Hường. Thì Hồng Hường mua cái đầm này trúng luôn rồi. Thảo Nguyên chỉ cô á. Đây của Hồng Hường nè. Hồng Hường 300. Rộng. Rộng yên tâm. Ngọc Nhung Lê nhiêu ký Ngọc Nhung Lê? Bộ len dệt chứ, bộ len dệt 60-65. Nói chung là 70-75 ký cũng vừa, nhưng mà còn cò dưới 70 ký đi, 60-65 ký cho nó đẹp. Bộ len dệt giờ bán cho mấy chị 120 ngàn luôn đi. Cho nó ra đi thanh thản đi mấy chị. Bộ len dệt 60-65 ký vừa bán 120 ngàn. Cho nó ra đi thanh thản bộ len dệt. Len dệt 120 ngàn. Dạ có nhiều lắm chị Ngữ Nguyễn, nhưng mà phải coi live với em. Ngồi xuống đây con. Coi live stream với em. Tại vì thứ nhất em tao mấy này lên bao hàng video không nha. Mì thần thánh 80-100 ký hàng Quảng Châu. Bộ len của Phương Rô nè. Bộ len dệt của Phương Rô 70 ký thôi rồi mấy chị Ngọc Nhung lên. Áo sơ mi 80-100 ký. Áo này cô bán có 100 mấy chục cái rồi mấy chị. 280 ngàn. Không có sale. Bộ len này 120. Bộ len dệt của Phương Rô 120. Áo sơ mi 280. Áo sơ mi 280. Quần đùi dưới chân qua bán lắm mẹ nội. Quần 130 ngàn hàng xuất. 70-85 ký. Áo 250 sale còn 200. Size dưới 80-82 ký. Áo đẹp không mấy chị, vải đẹp lắm. Áo này vải đẹp cực kỳ. Áo 200. Ngày mai ngày mốt gì vậy chị à? Lên 120 khách lấy rồi. Áo 200 của Nguyễn Thiên Trang. Còn cái áo sơ mi phải không bé? Bán cái đầm này dưới 90 ký. Đầm bẹt vai cho mấy chị 80 ngàn. Chị nào chốt đầm cam đắp dưới 90 ký 80 ngàn chốt lên giùm em.
Quần sọ của Lê Thanh, quần sọ của Lê Thanh Thủy nè, quần đó Phan Ái vừa. Vậy mà cãi được, cãi đành hay thiệt á. Lê Thanh Thủy. Lê Thanh Thủy mở mặt hình nền xanh á. Lê Thanh Thủy quần sọ 130. Sao mấy chị hỏi em vừa hay không được? Em có cầm cái quần lên và em đọc, quần này 70-85kg vừa là nó sẽ nằm trong cái vòng đó. Còn mấy má nhiêu ký sao con biết mấy má được? Trừ khi mấy má mua nhiều hay là nhiều con sẽ nhớ ký. Hoặc là những cái người đó coi như giống như Phan Ái nè, 60kg. Hoặc là ví dụ như là bà Jenny Phạm nè, khoảng cỡ 75kg. Ví dụ vỡ vô tay nè, khoảng cỡ dưới 80kg. Mấy bà cứ mua có một lần, mấy bà vô hỏi vừa em không, sao tôi biết được. Trời đất ơi, ngắt mẹ đầu vú cho rồi. Dạ em ở Việt Nam chị. Đầm 80.000 của Tiếp Trinh Như Thị. Quần 130 của chị Thủy Huỳnh nè. Chị Thủy Huỳnh em có địa chỉ số điện thoại chị Thủy Huỳnh chưa? Mấy chị thông cảm giùm em nha. Tại vì biết sao không, mấy chị thích mới em chưa có nhớ. Em chưa có nhớ hết mấy chị, cho nên mấy chị thông cảm giùm em. Rồi Thủy Huỳnh 130 nè. Trà Vinh hả? Thủy Huỳnh Trà Vinh nè. Chứ em cũng cố gắng em nhớ dữ lắm mấy chị. Thủy Huỳnh Trà Vinh nè. Có cái đầm giống vậy mà màu xanh thôi. Hoặc là đầm này nè chị Vương Phục. Hoặc là đầm đi tiệm này nè. Mà gì mà cái đầm này đẹp hơn nè. Đầm Bri 300 hôm bữa. Còn đầm Bri là đầm gì mẹ? Đầm cam đất khách lấy rồi, đầm xanh đó em vừa con 70kg. Đầm xanh đó 70kg cao nhiêu chị? Ủa chị Ngọc Trang Hàm, chị chốt cái gì mà nãy giờ người ta chốt nửa tiếng, bây giờ chị mới chốt cái quần tây 200 chị. Quần 130 của Hodo. Hodo ơi, cho em địa chỉ kèm số điện thoại nè Hodo ơi. Hodo. Dạ có rồi chị. Bé mở quần 130. Con ghi con bỏ không kịp, con kêu con nó bỏ cho. Bé mở quần 130. Bút Curry đó má nội còn bán mẹ luôn nè. Má còn lên còn xuống nữa ơi. Nè bút Curry nè má, má nội. Đầm này mà má nội không lấy nữa, ai lấy nữa. Yên tăng 300.000. Bán riết tuổi tôi má nội không có trời. Thiệt đó chứ. Má mẹ nó. Rồi. Tôi không biết ba cái áo thun này size nào. Tôi bán ba cái áo thun 100.000. Chị nào lấy làm ơn đừng bơm hàng nữa. Rồi ba áo thun 100.000. Có cái size lớn, có cái size nhỏ. Ba cái 100.000 quý vị. Quỷ cái nó hát nhơn ghê. Được áo xong rồi. Chút treo lên. Mấy cái này chút treo lên. Đầm caro. Đầm này size 90 tới 100kg nè. Đầm caro này size 90 tới 100kg. Bán 150.000. Ba cái áo thun của Sinh Quách Thu nè. 100.000 của Sinh Quách Thu. Còn biêu tống quê nè. Sinh Quách Thu ba cái 100.000. Rác hả con? Rác hả? Con lùm mấy cái này vô. Sơ mi, máu vừa xẻ áo sơ mi đen này bà Huế Nguyễn lấy. Sơ mi này mặc đẹp lắm. Đợi mà tới khi tôi mặc ngồi lai là mấy má la làng la sớm lên cho coi. Tầm cam đất khách lấy rồi. Áo sơ mi của Huế Nguyễn nè. Huế Nguyễn. Xin quách thu. Ba cái 100.000. Rồi nè con, Quế Nguyễn không có dấu 208 áo sơ mi. Quần 130 lấy cho em rồi. Cái nằm, cái áo sơ mi nó đẹp lắm mấy chị. Nó đẹp dã man luôn á. Cái này 208 không vậy? Ờ 208 Quế Nguyễn.
còn hàng bơm dưới đó nữa không vậy? Chị nào qua chưa chốt bộ lính 750 chốt giùm em nha. Nó mua toàn hàng sale tôi không mấy chị mà nó cũng bơm nữa. Ác bạn á. Cái đầm màng xúc nè. Đầm này vải không coi vẻ. Đầm màng xúc. Nè có dây cồn nè. Rồi bán cho mấy chị 200 ngàn đầm này dưới 85kg cũng vừa. 75-85kg đầm xanh. Đầm xanh 200 ngàn, 75-85kg. Còn quần sọt nào nữa không dạ? Thôi đổi cho chút xong. Xong cái này cuối cùng em kéo ba quần rinh vô. Thôi đổi inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. 2 phút nữa không có địa chỉ số điện thoại là em xả đồ. Quần 130 ngàn của Trang Trang nè. Trang Trang inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại Trang Trang ơi. Còn mà trên lầu á chị có lấy không, inbox cho em đi, em lấy cái trên lầu tôi em nhường cho. Em để hai cái trắng cái đen. Chưa có chị. Đầm 200 của Lê Thanh Thủy hình nền xanh. Áo khoác vít và vải co giãn. Áo khoác vít vải co giãn sale cho mấy chị 150 ngàn. Em mặc cũng vừa nha. Áo khoác vít 150 ngàn em mặc vừa vải co giãn. Xếp sọc vít sọc 150 ngàn vít sọc. Chị nào chốt vít sọc chốt cho lên em 150 ngàn vít sọc. Đây Huế Nguyễn. Quần cực kỳ dễ thương. Dễ mặc đồ lắm. Rồi giờ vô. Giờ vô riêng nha mấy chị nè. Em có mấy cái bộ thể thao giá cao tiền. Chị nào thích coi thì báo em nè. Giờ còn đầm mà. À còn cái đầm 90-100kg đầm caro à. Rồi không ai lấy đầm caro treo đâu. Phải không? Chưa giờ có thấy Kỳ Anh đâu không vậy? Làm calo về gì? Calo qua à? Tiếp chinh như thị. Năm rưỡi của tiếp chinh nha rồi. Rồi mấy chị chờ em chút. Chúc mấy chị xây cái máy quạt của em cái. Quấn răng căng té. Máy quạt đây rửa không nè mà dơ dữ không. Rồi lên quần rinh nha. Mở cao vào. Lấy em đầm đồng 83kg. Lấy đầm đồng size XL cho Lê Thanh Thủy đi con.
làm caro cách lấy rồi, trăm rưỡi cách lấy rồi. Ít lời cho Lê Thanh Thủy anh làm xanh nãy giờ. Đang đổ bông thủy em có văn. Buồn riêng sau lưng gì em là dài à? À, sau lưng gì em hồi nãy cái cục kia là đầm riêng đó chị. Giờ em mới lên buồn riêng nè. Chị hoa đổ một phút nữa em không ạ. Xả bia hoa đổ đây, xả bia hoa đổ đây. Bà nghĩ sao bà cho cái địa chỉ tạp hoa hoa rồi kể thế giới biết tới bà nè bà hoa. Ít nhất phải cho địa chỉ số điện thoại chiều cao. Địa chỉ số điện thoại ví dụ như tên đường nè. Xả đây. Cho cái kiểu gì tôi mắc mệt thiệt hết chứ. Chị ơi, chị Thủy ơi, em còn cái đầm màu đồng đó mà màu đen à, hết size. Hết size XL chị ơi. Chị có lấy màu đen lấy giùm em nha, bỏ vô đi luôn. Rồi bây giờ lên quần nè mấy chị ơi. Lên quần nha mấy chị nha, quần dài 190. Quần này em có size từ 60kg. Rồi nè, Trang Trang nè. Trang Trang cũng không có địa chỉ số điện thoại nha. Để bảo phải mở cái tủ luôn nè. Sợt ra thử Trang Trang thử anh. Sợt ra Trang Trang giùm em thử. Quần đùi ngắn 130 không? Chút nữa chị đưa cho coi. Đó chị lên quần riêng cái à. Lên quần riêng lên áo thun cái. Sáng mai đi bill hết nha. Giống như vậy đưa cái đầm XL đây cho cô Lê Thanh Thủy coi à. Quần riêng 100kg cho phải đợi 2 ngày nữa chị đang ra. Đang ra gần xong rồi. Gần gần có rồi chị. Ờ, Trang Trang trong shipper quần 12. Nó giống như đồng 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 mà nó là màu đen nè chị ạ. Nó giống như đồng đồng mà nó là màu đen. Đó chị có ok thì báo giùm em. Ngồi bên đây cái màu nó không có đẹp. Màu nào? Đó. Nó kêu màu đen đẹp hơn nữa. Mẫu dạ hội chưa có nhiều đâu. Mẫu dạ hội em chưa có nhiều đâu. Em có chị nè bằng chị Vương Phụng còn ở đó không? Chị Vương Phụng còn ở đó không? Em có một cái đầm dạ hội em mặc đi khai trương shop một lần. Chị có lấy em tính cho chị 400.000 đầm dạ hội của em. Lấy cho chị Lê Thanh Thủy đi con. 280. Lê Thanh Thủy hình nền xanh á. Em còn cái đầm dạ hội đó chị có lấy thì báo em. Rồi bây giờ lên quần mấy chị ơi. Cái quần này form nhỏ hơn cái quần WF. Cho nên là chị quần này chị nào muốn lấy comment giùm em quần kèm con nào nha. Quần này 190kg. Comment giùm em 32 60kg. Quần này 36 còn có 80kg thôi nha. Quần này nếu mà 36 thì còn có 80kg thôi. Hai mấy chị ha. 36 còn có 80kg. Comment giùm em xám lông chuột dài. Dài xám lông chuột nha, 190.000. Cái vải của cái đầm đen này đẹp lắm chị Thủy. 35. À em có hai cái lông chuột, một cái 60 và một cái 80kg. Cái này nó bị lẻ size rồi mấy chị. Rồi, còn một cái size 35 là xanh đậm. 190. Bùi Ngọc nè. Bùi Ngọc 190, có được phải 36 không? Bùi Ngọc inbox cho chị em địa chỉ số điện thoại nha. Rồi, tiếp tục nè mấy chị ơi, quần này size 35 là còn cỡ. Size 35 này còn cỡ dưới 75kg nè. Quần này không rách. Quần này là chốt cho cái chị gì nè, Xung Phạm. Bé chốt với chị Xuân Phạm quần này đi con. 190.000 Xuân Phạm dặn bữa giờ. Đây mấy chị ơi, quần này là size 73kg nè. Quần xanh đen 9 tấc này size 70-73kg. Rồi chị nào chốt xanh đen 9 tấc chốt giùm em 190.000. Lai mau nghỉ sớm. 75kg 9 tấc khách lấy rồi. Minh Tâm quần 36 khách lấy rồi. Rồi lên tiếp cục khác. Lại có lẻ size hết đó mấy chị à. 190 hết. Nãy giờ quần nào cũng 190 hết. Còn nhiều lắm mấy chị. Xanh đen 190 của Kim Tiền. Kim Tiền nhà mình còn bill nha. Kim Tiền 190 nè. Đằng Sen có gì 200 đúng rồi đó. Dài lông chuột 60kg của Thúy Nguyễn.
Thúy Nguyễn inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại Thúy Nguyễn ơi. Thúy Nguyễn. Thúy Nguyễn mới nè, 60 kg. Thúy Nguyễn ơi, inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nè Thúy Nguyễn ơi. 190. Mấy chị có cho địa chỉ kiểu đó em xua luôn á. Xã Mỹ Thành rồi tỉnh nào rồi thành phố nào. Sao mấy chị không inbox cho em mà mấy chị cứ cho trên này không vậy? Thúy Nguyễn cho kìa, coi thử cái tỉnh với cái thành phố của Thúy Nguyễn luôn. Đậu Hà Lan Hồng Châu với em còn một bao tải này lần. Rồi tiếp tục mấy chị ơi, quần lông chuột chín tấc nè, quần lông chuột chín tấc size 60 kg, quần lông chuột chín tấc size 32-60 kg. Tiếp tục quần này em có 100 kg. Tiếp tục mấy chị ơi, quần này còn cỡ 65-67 kg. Comment nhà em chín, comment nhà em quần dài lông chuột size 34, dài lông chuột 34 nha. Cho em cái đầm dài qua đầu gối 70 kg đi chị. Cho em cái đầm dài là cái đầm màu đồng, ghê chịu không chị? Cái đầm màu đồng mà nãy em treo sau lưng em á, là cái đầm đó là tới áo dài tới ống nguyện. Chị Ngọc Dung Lê chịu thì chốt cái đầm đó cho em nha. Rồi tiếp tục, lông chuột em có 2 cái 34. Lông chuột em có 2 cái 34. 34 này còn cỡ 70 kg, còn cỡ dưới 70 kg mấy chị, dưới 70 kg giùm em nha. Còn cái này là lông chuột 2 nút nè, 72-73 kg nè, lông chuột 9 tấc 2 nút. Comment giùm em lông chuột 9 tấc 2 nút nha, dài lông chuột, dài lông chuột của măng măng ngô nè. Măng ngô nhiêu ký ta? Từ từ nha, măng ngô từ từ nha, từ chị em lấy sai nha. Nè măng ngô là lông chuột, mẫn ngô lông chuột 109 nè. Mẫn ngô cho dùm địa chỉ kèm số điện thoại nha mẫn ngô ơi. Quần dài lông chuột 65 kg. Rồi để chị em kiểm tra nha. Không nha nha Huỳnh Trà, lông chuột kiếm tóc của Thúy Nguyễn. Thúy Nguyễn cao nhiêu nặng nhiêu rồi Thúy Nguyễn? Thúy Nguyễn lông chuột chín tóc nè anh ơi, cho thêm Thúy Nguyễn cái lông chuột chín tóc 109 nữa nè anh. Lông chuột 2 nút của Thanh Vân. Thanh Vân cao nhiêu nặng nhiêu rồi Thanh Vân? Thanh Vân lông chuột 2 nút nè. Rồi Thanh Vân cho chị em địa chỉ kèm số điện thoại Thanh Vân ơi. Mẫn Ngô inbox địa chỉ số điện thoại đi Mẫn Ngô. Có cái quần này 9 tấc size 65 kg nè. Comment giùm em 9 tấc 65 kg 33 nha. Comment giùm 9 tấc 65 kg 33. Còn cái quần sọt size 65 kg bán cho mấy chị 140 nè. Quần sọt 65 kg bán mấy chị 140. Sọt 65 kg. Chị nào chốt sọt 65 kg chốt lên giùm em sọt 65 kg. Đó chị xin có tu ngồi chơi với em chút. Mới để cho gái cái á. Lông chuột 2 nút 9 tấc. Lông chuột 2 nút 9 tấc của Diễm Quỳnh. Diễm Quỳnh nhiêu ký? Sọt của Thanh Hương Nguyễn nè. Thanh Hương Nguyễn 101. Inbox cho chị em địa chỉ số điện thoại nha. Thanh Vân mới lấy gì ạ? Thanh đưa đưa view Thanh Vân coi ạ. Rồi chốt của Thanh Vân ơi. Thanh Vân inbox cho chị em địa chỉ số điện thoại nha. Nếu mà quần này Diễm Quỳnh phải mặc 35 lần Diễm Quỳnh. Là cái phơi này nó hơi nhỏ. Rồi chị nào lấy sọt nữa. Chị nào lấy sọt 65, 66, 67 kg nữa lấy giùm em nha. Ok Thúy Nguyễn. Ok chị Long Phan. Chị ơi đang may xưởng em đang may hết tốc độ luôn. Không kịp hàng luôn á. 30, 29, 28. Cho cái lùng cái này là nặng. Thank you.
hai cái quần này size còn cỡ dưới 73-74 kg nè. Hai quần này size còn cỡ dưới 73-74 kg. Quần này quần chín tấc nha, quần chín tấc hai nút, quần chín tấc hai nút này, bởi vì size này 35 nhưng mà còn cỡ dưới 73 kg thôi. Rồi chị nào chốt chín tấc 35 chốt lên giùm em, chín tấc 35, chín tấc 35 xanh nha, comment cho đúng nha mấy chị nha, chín tấc 35 xanh. Còn cái đây là chín tấc 35 chuột nè. Nè quần này hồi nãy chị nào đó, quần này nãy kêu lấy cho chị nào quên rồi, 70 mấy ký. Xin Quách Thu, chị xin Quách Thu lấy quần này nè, xin Quách Thu lấy quần này nè cho em nè, xin Quách Thu 109 anh ơi, xin Quách Thu 109. Ủa nãy giờ có là quần của Thanh Vân chưa? Có. Là bưng cái nước yên uống miếng hai bên. Ủa quần điên vô ghê quá. Ngứa nữa chứ. Chị có lấy thêm thì lấy nha, đồ yên uống miếng mừng lên. Ở trong này bụi. Kem muốn sửa con lấy nha. Tiếp tục mấy chị ơi, size dưới 73 kg, chín tấc rách vải bên em coi dạng lắm. Chín tấc xanh 70 kg của Thơm Đặng nè. Thơm Đặng nè anh ơi, Thơm Đặng, Thơm Đặng inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha, 109 của Thơm Đặng. 109 của Thơm Đặng. Em có cái quần 60-65 kg nè, cá chị xương trần. Nãy để cho Xuân Phạm cái chín tấc rồi. Cái quần này chị nào 60-62 kg lấy nè. Nhưng mà cái quần này nó rất đẹp lắm mấy chị, nó không đụng hàng luôn. Nè quần này của chị gì? Chị vừa nãy 60 kg lấy được nè. Quần gì chị nào 60 kg lấy được nè. Đây, comment giùm em rách hồng nha. Quần này còn cỡ 60-62 kg nè. Mấy chị comment giùm em quần rách hồng giùm em cái. Rách hồng. Rách hồng ha, rách hồng 32. Cái mà những cái mẫu này không có 90 kg. Còn chị nào thích quần size lớn là em lấy cái cục hàng ngoài kia vô ha. Còn nếu mấy chị không lấy quần này nữa là em mừng, em lấy cục hàng ngoài kia vô em like cho mấy chị, ok không? Ok thì em lấy vô nè. Chín tóc rách hồng 32. Có cái rách hồng 36 nè. 36 này còn có dưới 80 kg. 36 này còn cỡ dưới 70-80 kg nè. Chín tấc rách hồng. Chị nào chốt chín tấc rách hồng chốt lên giùm em nha. Đây chín tấc rách hồng. Rách hồng. Vâng thì xin nhiêu ký? Vâng thì xin rách hồng 60-62 kg nè. Vâng thì xin. Vâng thì xin 60-62 kg không? Inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại. Vâng thì xin ơi. Vâng thì xin ơi, inbox giùm em địa chỉ kèm số điện thoại nha chị. Vâng thì xin 190 ngàn. Phượng ơi, Phượng ngồi coi lựa cái nào em lấy được thì em lấy nha. Bùi Ngọc nè. Bùi Ngọc 190. Anh ơi, Bill để sáng mai làm hết luôn ha anh ha. Chiều tối nay mình nghỉ ngơi em. Sáng sao làm kịp? Sáng làm kịp, trưa làm. Ở giờ đó anh làm, anh muốn làm gì nè. Bùi Ngọc. Để em kiếm có thử còn cái nào size của chị Thúy không nha. Cái này là xám nút rồi. Cái này là xám nút. Xám lông chuột nút. Ô mẹ ơi. Cái quần này 70 kg mà đẹp không mấy chị? Quần 70 kg xám nút nè. Trời ơi, chị nào mà 65-70 kg lấy cái quần xám nút đi giùm em. 109 xám nút. Mẹ ơi, quần này đâu ra đẹp vậy trời. Có cái xám nút à. Còn cái xám này là xám 2 nút nè. Xám này xám 2 nút nha. Rồi xám 2 nút.
82 nút, size 70kg luôn, dưới 70kg luôn. Dạ có, nhưng mà để em vô cục hàng khác. Rồi em có đen nữa nè. Đen này chị Thúy Nguyễn lấy được nè. Quần của chị Long Phan, quần sáng nút của Thanh Vân nè. Anh ơi Thanh Vân, Thanh Vân 109. Chị Long Phan ơi, lấy quần 2 nút thì được. Quần sáng nút khách lấy rồi, sáng nút khách lấy rồi. Em chỉ còn quần 82 nút thôi. Chị nào chốt 82 nút chốt giùm em. Sám nút khách lấy rồi. Đây mấy chị ơi, quần này size 65kg nè. Quần này size 65kg nè. Comment giùm em là quần 4 nút. Quần 4 nút 65kg nha. Em ngồi em coi cái nào vừa thì em lấy nha. Lấy cho em thêm 9 tắc xanh đi. 9 tắc xanh của chị Măng Ngô 63kg. Măng Ngô nè anh ơi, Măng Ngô 9 tắc xanh nè. Lộn. Đưa lại cái đó đây nè. Lấy 9 tắc 4 nút cho Măng Ngô nha. Mà đưa cho Măng Ngô cái này nè. Lấy 9 tắc 4 nút cho Măng Ngô. Chờ một chút em đưa quần 80kg vô. Mấy chị chờ một chút, em còn nhiều lắm. Đợi em lên đi mấy chị ơi. Chờ một chút chị Thanh Anh. Quần 2 nút màu xanh không đắp. Size này là size 70-72kg nè. 2 nút xanh không đắp, size 70kg. Chị nào chốt xanh 2 nút, size 70kg chốt giùm em nha. Địa chỉ xuống thoại Văn Thị Sinh em xả nha. Xả thiệt, không xả giỡn. Cái xanh 2 nút ở ở Phượng Nguyễn. Phải cái xanh 2 nút size 70kg không em? Lắm shop à, cảm ơn chị Hoàng Hồng Thế. Xám 36 của ca Phương Bùi. Ca Cathy Bùi 109. Khoảng cỡ dưới 80kg rồi nha chị. Có 35 nè, có 34 nè, có 33 nè. Và có 32, 32 là chị Thúy Nguyễn gì đó là vừa đó. 60kg vừa. Cathy Bùi. Minh Tâm quần này 36 khách lấy rồi. Rồi lên cục nữa là ngừng bao này nha. Vô bao riêng 207 nha. Lên cục quần xanh này nữa là ngừng nè. Minh Thủy lấy thêm cái 9 tắc xanh. Để em coi thử cái này 9 tắc hay dài nha Minh Thủy. Có đâu bà còn nói nghe. Phượng nghe chứ mấy bùi. Quần này quần dài à mấy chị. Quần xanh dài 32 đến 36. Tương đương là 60kg tới dưới 80kg là cục này. Rồi ngừng cái này nha. Em ngừng ở đây em vô hàng xịn nha con. Vô cục hàng xịn nha gì. Hả? Hàng quần riêng bự với xịn đó. Rồi xả cho chị Văn Sinh đi. Rồi chút nha, cục này lại. Rồi xả Văn Sinh nè. Cái Văn Thị Sinh này là chốt cho chị Thúy Nguyễn. Chị Thúy Nguyễn á. Chị Thúy Nguyễn 60kg á anh nè.
mới đặt thi đây nè, nói cho Thúy Nguyễn đi. Rồi đi vô đồ nè. Bên ơi, con bước vô đây, con lấy cái điện thoại qua kia, bên kia cho Út Yên. Bình Thuận hay là Bến Tre? Lấy cái điện thoại bên kia kìa. Thúy, sao mày rút cái điện thoại đi, mày tắt cái tao xỉu luôn á. Ông bị cao huyết áp luôn, ông nội đi đâu vậy? Minh Tâm ơi, Minh Tâm cao nhiêu, nặng nhiêu á Minh Tâm? Em 60kg, Phượng Nguyễn mặc vừa không là quần nào em? Em 60kg mà eo 88, em mặc 34, 35 gì cũng được. Thầy quần này form nhỏ lắm nha Phượng. Quần xanh 19 á. Rồi bây giờ em lên quần size lớn cho mấy chị nè. Quần này 270 nha. Em lên cục 7 tóc trước cho mấy chị. 7 tóc nha. Quần này size 35 là tương đương 85kg rồi. Mấy chị muốn lấy quần này. Còn cái khép qua đây nè. Mấy chị muốn lấy quần này là comment lên em lấy quần 7 tóc kèm số ký. Ha. Đây mấy chị, quần này size 35 rồi. 33. Quần này 270. Đây. Em nói thiệt với mấy chị là cái quần 33 này là bằng cái quần 36 bên kia luôn. Mà thậm chí cái quần này nó còn rộng hơn. Quần này là quần 7 tấc 270. Vải to giãn đẹp lắm. Comment lên giùm em. Ví dụ lấy quần chị 75kg, comment giùm em quần 7 tấc 75kg. Để em lấy size cho mấy chị nha. Rồi comment lên giùm mấy chị. Quần này 270 nha. Comment giùm em quần 7 tấc nè. Lên giùm em quần 7 tấc 270. Chị nào chốt quần 7 tấc 270 chốt lên giùm em. Kèm số ký ở sau giùm em nha. Quần 7 tấc 270. Từ từ con ơi, từ từ. Quần 7 tấc 270 tình yêu ơi. Còn mấy chị còn coi like không vậy mấy chị? 7 tấc 85 cái u bữa nay mày rảnh lắm Ngân à. Bữa nay tao thấy mày rảnh lắm Ngân à. Nè, Ngân Nguyễn mình nè. Ủa bữa nay tao thấy mày rảnh thưa, rảnh nó ngon à. 270. Cô ngon quen thì bán 280 cũng được. Sáu mươi lăm ký của Hình Trà không biết còn 32 anh nha Hình. Em kiểm tra còn 32 thì em để chị nha. Còn nếu không còn 32 thì xả nha. Nếu không còn 32 thì Hình Trà đừng tốt đây. 32 270 của Hình Trà nè. 32 270 của Hình Trà. Đầm xúc 180 cắt ngắn được. Cắt ngắn được đầm xúc bi á không? Đầm xúc 180 dưới ghế. Đầm xúc 180 dưới ghế. Là đầm nào tao chưa hình dung được nha ấy. Tao chưa hình dung được là tao chưa có chốt được đâu nha. Chưa đang lên là Ngân à. Rồi xong chưa con, quăng qua kia đây. Cột cái này lại. Dây nè. Cột để sau lưng đi chút xíu rồi sắp vô kệ sau. Quần này có size tới 100kg nè quý vị. Quần này em có size tới 100kg. Nhưng mà quần đen này nó rách tới 6 đường lận. Nó rách tới 6 đường ngang lận mấy chị. Rồi cho coi quần nha. Quần này cũng còn lẻ size 34 nè, 35 nè, 35 nè, 36 cũng còn. Rồi còn size lớn thôi. 34, 35, 36 ha. Với lại size 100kg. Size 33 nè. Quần này 270 nha. Quần đen dài nhưng mà rách nè mấy chị ơi. 1 đường, 2 đường, 3 đường. Khi mấy chị mặc lên nó dễ thương lắm. 4 đường, 5 đường, 6 đường đó. Chị nào chốt chút giùm em. Đầm bi á hả? Cắt ngắn được. Hình như qua có cái size số 8 không biết người ta lấy chưa nữa. Rồi quần đen này chị nào không lấy thì qua mẫu nữa nha. Em lên mẫu nữa em ngừng á. Không ai mua hàng nữa em lên mẫu em ngừng.
Lăng Nguyễn Hóc Môn nè con. Lăng Nguyễn Hóc Môn 33. Like nữa không mấy chị? Mệt nghỉ đi. Mệt nghỉ mày cắn câu giống cha này. Thôi nghỉ đi. Coi nữa Phan Ái, cái chị chuốt cho gì à? Dây. Dây má nồi. Mệt nghỉ thằng cha mày, mày lúc nào cũng nghe nó mà mệt nghỉ ấy cha thằng cha nó. Mệt nghỉ vậy nè. Còn hai cục vô chung. Rồi nghỉ đi mấy chị. Tối nay nghỉ like nha. Sáng mai đi view hết. Ủa bữa nay con Kỳ Anh đâu thấy không?